Thì trong sách thì viết thì tôi thấy nó cũng chưa đầy đủ lắm. Thì hy vọng là các bạn, đối với các bạn có thể đọc nó hơi khó. Thì hy vọng trong cái buổi trao đổi hôm nay chúng ta sẽ nó rõ ràng hơn một chút để các bạn đọc tài liệu cho nó dễ dễ hiểu hơn, đúng không? Thế về cái nội dung thì chúng ta sẽ có bốn phần lớn. Thứ nhất là về định nghĩa sinh bệnh học của chứng nhận hư. Thứ hai triệu chứng, đúng không? Thứ ba là chẩn đoán và cái cuối cùng là phần điều trị. Chứng nhận hư thì đây là các bạn đều biết là nó là một cái hội chứng, nó không phải một bệnh nhé. Đây là một hội chứng lâm sàng và xét nghiệm, đúng không? Biểu hiện chủ yếu bằng cái tình trạng phù protein niệu cao, albumin máu giảm thấp và tăng mỡ máu, được chưa? Do nhiều nguyên nhân gây ra nhé. Nguyên nhân có thể nguyên nhân nguyên phát và nhóm nguyên nhân thứ phát, chúng ta sẽ trong phần tiếp theo chúng ta sẽ nói rõ hơn. Thì đây là cái bệnh thận rất hay gặp ở cả trẻ em và cả người lớn, đúng không? Thật ra ước tính cái tỷ lệ mắc mới ở người lớn thì có thể là 3 đến tỷ lệ là 3 trên 100.000 người trên một năm. Tuy nhiên các bạn đi lâm sàng nhất là ở khoa thận nhé, thì sẽ nói chung là lúc nào cũng có bệnh nhân thận hư nằm viện rất là nhiều. Ngoài ra chúng tôi quản lý ngoại trú rất là nhiều, buổi khám nào cũng có vài bệnh nhân thận hư, đúng không? Thì đó là một cái vấn đề mà rất hay thường gặp trên lâm sàng. Thế nên không chỉ là gặp ở khoa thận đâu, nó có thể gặp ở khoa nội và các chuyên khoa khác nữa. Đúng không? Thì nói chung là hội chứng nhận hư thì tại sao bệnh nhân này bị tận hội chứng nhận hư, thì cái này cũng các bạn cũng đã học trong cái phần sinh lý bệnh rồi, sinh lý và sinh lý bệnh rồi, các bạn đã học trong cái phần Y2 và sinh lý bộ cầu thận, đúng không, và trong sinh lý bệnh phần Y3 các bạn đã thấy rồi. Đó là một cái tổn thương, hiện tượng tổn thương ở cầu thận, đúng không? Các bạn đọc trong định nghĩa các bạn thấy là định nghĩa hội chứng nhận hư là tổn thương cầu thận, là bệnh cầu thận, được chưa? Nói hiện tượng tăng tinh thấm của cầu thận do bất thường cấu trúc màng đáy, nó thay đổi những điện tích của màng đáy, rồi các bất thường của các tế bào ở cầu thận, đúng không? Nội mô, biểu mô, hoặc là những cái tổn thương ban đầu là lắng đọng các phức hợp miễn dịch hoặc các tổn các chất khác ở cầu thận, và sau đó nó huy động các cơ chế viêm. Như vậy nó các tổn thương viêm ở cầu thận, màng lọc cầu thận này, nó làm cho bệnh nhân xuất hiện quá nhiều protein và đặc biệt là albumin trong nước tiểu. Các bạn biết là bình thường, người bình thường thì chúng ta đều có albumin trong nước tiểu, đều có protein trong nước tiểu, đúng không? Nhưng lượng nó nhỏ. Một ngày một người bình thường như chúng ta có thể một ngày xét nghiệm protein niệu có thể 150 đến 200 mg trên 24 giờ, đấy là bình thường. Với cái mức độ lớn hơn thì nó là một cái biểu hiện của mối tổn thương ở thận. Ví dụ ở bệnh lý ống ghẽ thận thì thường protein niệu nó loanh quanh khoảng 1 gram trên 24 giờ, tức là mức độ gì? Mức độ nhẹ, đúng không? Còn trên 1 gram đến dưới 3 gram thì gọi là mức độ trung bình. Thường nó biểu hiện một cái biểu hiện của một cái hội chứng cầu thận, viêm của thận. Ở trên 3 gram trên 24 giờ người ta gọi là ngưỡng hội chứng thận hư, tức là sẽ biểu hiện một cái hội chứng thận hư. Đúng không? Thì trong bệnh nhân hội chứng thận hư, protein niệu đặc biệt albumin trong nước tiểu nó lượng rất là nhiều, và trong hội chứng thận hư đặc biệt hội chứng thận hư nguyên phát thì hầu hết thành phần trong protein trong nước tiểu đấy là albumin 80-85%, phần còn lại là các thành phần khác, đúng không? Vì sao người ta gọi là protein niệu chọn lọc, tức là gì, nó phần lớn là albumin, còn 10 đến 15 20% còn lại nó là globulin, là các thành phần khác, các protein khác. Đúng không? Thì khi màng lọc cầu thận bị tăng tinh thấm, các bạn thấy là gì ạ? Nó có hiện tượng tăng lọc protein, albumin từ huyết thanh ra nước tiểu. Và như vậy, trong nước tiểu nó xuất hiện phần một cái lượng lớn của protein, albumin, các globulin, đúng không? Các hormone, các protein mang, đúng không? Đặc biệt là nó có thể mất các kim loại, các vitamin qua nước tiểu nữa. Và khi mà mất quá nhiều protein, albumin qua nước tiểu, nó sẽ gây giảm albumin trong huyết thanh. Thấy chưa? Nó giảm albumin huyết thanh. Và khi giảm albumin trong huyết thanh, các bạn thấy là gì ạ? Bình thường albumin huyết thanh cái giá trị dưới là bao nhiêu? 35 gram trên lít. Và khi giảm dưới A3 trong hội chứng thận hư, nó sẽ thường là dưới 30 gram trên lít, đúng không? Hoặc là điển hình là 25 gram trên lít đổ xuống, thì lúc đấy sẽ gây ra giảm albumin huyết thanh. Tại sao giảm? Bình thường
khi mà bệnh nhân có bệnh cầu thận mà không phải mất hội chứng thận hư, ví dụ bệnh ống kẽ thận, bệnh cầu thận mà không có hội chứng thận hư, lượng mất qua nước tiểu không nhiều, đúng không? Mất qua nước tiểu không nhiều thì gì ạ? Thì gan nó bù trừ được, gan tổng hợp bù trừ được, nhưng nó không gây giảm albumin trong máu. Khi hội chứng thận hư, protein niệu mất quá nhiều, đúng không? Thì gan không bù trừ được, nó gây giảm albumin trong máu. Và giảm albumin trong máu, bạn thấy là cơ chế đầu tiên là nó điện, nó sẽ gây thoát, nó không có đảm bảo được áp lực keo trong lòng mạch, nó gây giảm áp lực keo thì nước nó thoát ra ngoài lòng mạch gây phù, đúng không? Rồi giảm albumin trong máu thì có một hiện tượng người ta được gọi là cơ chế bù trừ, đây là tăng tổng hợp các lipoprotein ở gan và gây ra tăng lipid máu. Tăng lipid máu và gây quá nhiều, thải quá nhiều lipid qua nước tiểu, gây lipid niệu hay thể mỡ, đúng không? Thể mỡ trong nước tiểu. Albumin trong máu giảm khi mà điều trị bệnh không đáp ứng, bệnh kéo dài, albumin trong máu giảm, rồi nó mất các vi chất, mất khoáng, mất các kim loại, mất khoáng, mất vitamin, kéo dài gây suy dinh dưỡng. Dinh dưỡng. Thế rồi nó có hiện tượng bị giảm miễn dịch do mất các globin miễn dịch qua nước tiểu, đúng không? Rồi nó mất các một số yếu tố đông máu qua nước tiểu, làm cho bệnh nhân bị rối loạn về đông máu theo cái cơ chế nó bị tăng đông máu và dễ bị huyết khối, đúng không? Rồi ống thận nó phải tăng hoạt động làm tái hấp thu albumin và protein trong nước tiểu, gây ra tổn thương ống thận. Đấy là cái cơ chế sinh bệnh học của hội chứng thận hư. Cái này thì các bạn đọc thêm trong sách sinh lý bệnh. Triệu chứng của hội chứng thận hư, một cái triệu chứng nổi trội là điển hình đấy là phù. Khi hội chứng thận hư toàn phát và giai đoạn cấp, giai đoạn toàn phát thì các bạn thấy điển hình là hội chứng phù. Cái đặc điểm phù của hội chứng thận hư nó rất khác với các bệnh lý thận khác. Đấy là gì? Nó khác với viêm của thận mà không có hội chứng thận hư. Nó khác với suy thận cấp hoặc suy thận mạn, đó là gì ạ? Phù tiến triển rất là nhanh. Tất nhiên suy thận cấp mà hoặc là suy thận mà giai đoạn cuối mà bệnh nhân vô niệu, thiểu niệu, vô niệu kéo dài cũng gây phù to. Nhưng điển hình của hội chứng thận hư là gì ạ? Là phù rất là gì? Rất là nhanh, tăng cân nhanh và phù toàn thân rất là rõ và làm cho bệnh nhân kèm theo gì, tràn dịch đa màng, đúng không? Cổ trướng, dịch màng phổi, có thể là dịch màng tim, dịch tinh hoàn, đúng không? Hoặc là bệnh nhân nam giới, nữ giới phù bộ phận sinh dục rất là nhiều. Thế nhưng cái cơ chế phù trong hội chứng hư cái này thì các bạn đã học E3 rồi, tôi không nói kỹ ở đây nữa. Nó cơ chế rất phức tạp, nó các hiện tượng nguyên phát và các hiện tượng thứ phát. Mà bao giờ ngày trước tôi giảng E3 các bạn về bài phù tôi nói rất kỹ phần này. Cái này các bạn đọc thêm trong sách giáo khoa và trong các bài giảng hồi E3, tôi không giảng lại nữa, đúng không? Nó có rất nhiều cái cơ chế khác nhau về phù, chứ không phải hiện tượng chỉ là giảm áp lực keo, mà nó còn các kích hoạt các hiện tượng thứ phát để mà cơ thể có các hiện tượng thứ phát này để mà gì ạ? Thiết lập lại cái trật tự mới về gì ạ? Về thể tích trong lòng mạch. Tuy nhiên cái trật tự này nó lại không có được thiết lập một cách hoàn toàn, mà nó lại làm cho tình trạng phù và giữ mối giữ nước lại càng nhiều, càng nặng nề hơn, đúng không? Thế còn các xét nghiệm, đúng không? Các xét nghiệm thì nói chung là bệnh nhân thường vào có hội chứng thận hư các bạn sẽ làm gì? Một cái xét nghiệm công thức máu, đấy là cái cơ bản. Thường bệnh nhân sẽ có hiện tượng công thức máu, có thể là có hiện tượng gặp là gì ạ? Bị cô đặc máu, tức là biểu hiện của gì ạ? Tăng số lượng hồng cầu, tăng hemoglobin, tăng hematocrit, rồi đôi khi có thể tăng bạch cầu và tăng tiểu cầu, đúng không? Trong hội chứng thận hư có thể có tăng tiểu cầu nhé, rồi có thể có tốc độ máu nóng tăng. Tuy nhiên thông thường hội chứng thận hư ít khi chúng tôi làm tốc độ máu nóng, nếu không có chỉ định khác, ví dụ bệnh nhân có viêm khớp, bệnh nhân có sốt vân vân, thì bình thường chúng tôi ít khi nào nó không tốc độ máu nóng, công thức máu để mình xem cái thay đổi công thức máu. Còn đôi khi có thể những thay đổi huyết học nó gợi ý một cái nguyên nhân của hội chứng thận hư, ví dụ bệnh nhân có thiếu máu, có giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, đúng không? Rồi đông máu cơ bản thì có thể có hiện tượng tăng đông, tăng fibrinogen, tăng dendrimer, nó biểu hiện một tình trạng tăng đông do rối loạn của sinh bệnh học của hội chứng thận hư. Chức năng thận thì thông thường bình thường, nhưng tuy nhiên nếu bệnh nhân có suy thận thì có thể có tăng creatinine hoặc là tăng ure máu kèm theo. Protein máu, albumin máu trong hội chứng thận hư rõ ràng là giảm rồi, và tăng mỡ máu, cái đó là trong sinh bệnh học hội chứng thận hư. Thế này, đồ thì thông thường có đôi khi có thể bệnh nhân hay bị hạ natri máu nặng do hiện tượng pha loãng, tức là tích
tích lũy muối và nước quá mức, nhưng mà tích lũy nước nhiều hơn nên bệnh nhân có thể natri máu hơi giảm, nhưng tổng lượng natri trong cơ thể vẫn bị thừa, kali máu có thể là giảm, canxi giảm, đúng không? Tuy nhiên nếu bệnh nhân có suy thận có thể có tăng kali máu, đó, hoặc là bệnh nhân có sử dụng các thuốc giữ kali. Đó. Làm gì nữa? Bệnh nhân có thể làm đường máu để kiểm soát, một là loại trừ cái bệnh nhân có đái đường, đúng không? Đái tháo đường cũng là một cái nguyên nhân gây hội chứng thận hư nha. Thì nếu bệnh nhân chưa được làm đường máu bao giờ, đặc biệt những bệnh nhân có tuổi, thì chú ý đường máu, men gan, GOT, GT đánh giá chức năng gan, đúng không? Đôi khi có thể bệnh nhân được làm IG huyết thanh, điện di protein máu, đúng không? Đấy là cái xét nghiệm mà có thể được làm, nhất là khi nghi ngờ có bệnh lý huyết áp kèm theo. Trong nước tiểu thì đương nhiên rồi, bệnh nhân sẽ được làm protein sinh hóa tổng chức nước tiểu, 10 thành phần hoặc 11 thành phần hay 11 thông số. Thì cái đường này người thấy protein niệu tăng cao và tăng thường xuyên nhé. Nhớ định lượng protein niệu 24 giờ các bạn sẽ thấy là gì ạ? Thường bệnh nhân có một cái mức hội chứng thận hư, người ta gọi là mức hội chứng thận hư hay ngưỡng hội chứng thận hư, đấy là gì? Là protein niệu 3 gram trên 24 giờ đổ lên, được chưa? Có thể có hồng cầu và trụ hồng cầu. Có những bệnh nhân không có hồng cầu niệu hoặc số lượng ít, hoặc là bệnh nhân có những hồng cầu niệu rất là rõ. Thì hồng cầu niệu mà không có thì có một cái thuật ngữ các bạn đôi khi được nghe thấy, hoặc là học nhi khoa các thầy như bên nhi sẽ chú trọng, đó là gì ạ? Người ta được gọi là hội chứng thận hư đơn thuần hay hội chứng thận hư thuần khiết. Cái thuật ngữ hội chứng thận hư đơn thuần hay hội chứng thận hư thuần khiết thì thường người ta có thể người ta nghĩ rằng là gì ạ? Cái này là hội chứng thận hư do bệnh thay đổi tối thiểu, tức là mất chân nồi của cầu thận. Tuy nhiên cái này nó không thật chính xác. Vì sinh thiết ra nó biết mới biết là cái gì. Hồng cầu niệu không có cũng chưa loại trừ được các tổn thương cầu thận, không phải là thay đổi tối thiểu. Đúng không? Còn là hồng cầu niệu có nhưng có thể bệnh nhân vẫn là thay đổi tối thiểu. Đúng không? Đâm ra là giá trị của hồng cầu niệu tiên đoán bệnh nhân này tổn thương cầu thận thuộc loại gì không thật chắc chắn, mà mình phải sinh thiết thận mới biết được. Được chưa? Còn nếu mà soi được hình dáng hồng cầu, đúng không? Thì con sẽ thấy là hồng cầu này xuất hiện từ cầu thận, tức là gì ạ? Nó phải đi qua được cái hàng rào lọc của cầu thận. Thì con sẽ thấy là gì ạ? Cái hồng cầu niệu trong bệnh cầu thận nói chung và trong hội chứng thận hư nói riêng thường là gì ạ? Xu hướng hồng cầu thể tích hơi nhỏ và nó không đồng đều, nó biến đổi hình dạng, nó méo mó, răn rú do nó đi qua một cái hệ thống hàng rào, đúng không? Nó không tròn. Vành vạnh như là hồng cầu niệu từ nguồn gốc mạch máu hay từ bệnh đường tiết niệu. Thế nhiên là trụ hồng cầu thì ra thì nói như vậy thôi, nhưng thực ra bây giờ cũng ít khi làm trụ. Nên nếu yêu cầu có thể vẫn bên khoa huyết học người ta vẫn làm, đúng không? Thì trụ hồng cầu cũng là một cái bằng chứng nói lên là cái gì ạ? Cái hồng cầu niệu này từ cầu thận. Đó. Đấy. Thế còn các xét nghiệm khác, ví dụ đôi khi có thể làm điện di protein niệu nếu như nghi ngờ bệnh nhân này có bệnh lý huyết học gây hội chứng thận hư. Ví dụ bệnh chuỗi nhẹ, đau tủy xương, đúng không? Bệnh đơn dòng, có thể làm điện giải đồ nước tiểu. Đã, thì tí sẽ nói thêm tại sao làm điện giải đồ nước tiểu. Và thường điện giải đồ nước tiểu các bạn sẽ thấy là natri niệu giảm do bệnh nhân bị giữ muối, giữ nước. Cho nên ảnh thì thông thường các bạn sẽ làm một cái siêu mổ bụng tổng quát, đúng không? Đánh giá ổ bụng, đánh giá hệ tiết niệu, thận và đường tiết niệu. Đôi khi có thể siêu các donor mạch máu, donor mỏ mạch máu trong trường hợp mà mình cần tìm kiếm bệnh nhân này có huyết khối hay không. Ví dụ bệnh nhân vào có phù lệch ở chi dưới, một chân to chân bé, thì người ta sẽ làm đo lơ mạch chi dưới. Còn bệnh nhân vào đau bụng nghi có tắc mạch mạc treo, đúng không? Hoặc là nghi ngờ có huyết khối ở động mạch thận thì người ta làm siêu âm đo lơ động mạch thận hoặc siêu âm đo lơ động mạch chủ bụng, đúng không? Hoặc là đo lơ động mạch gì ạ? Động mạch cảnh sống nền, đúng không? Động mạch chi trên, vân vân, tùy theo cái diễn biến lâm sàng. Đó. Chứ không phải cái trị định thường quy. Đấy, mình phải hiểu là chỉ định cái này để làm gì, đúng không? Cân lâm sàng của mình để làm gì, phục vụ cho cái gì, đúng không? Đi qua ngực, ví dụ bệnh nhân khám mà thấy phù to, có ba giảm ở phổi, hai phổi vân vân, thì có thể chụp X quang để xem tổn thương tràn dịch vào phổi, hoặc bệnh nhân nghe phổi có ran ẩm, đúng không? Bệnh nhân thừa dịch nghe phổi ran ẩm, khó thở, nghi ngờ phù phổi thì mình chụp X quang ngực, vân vân. Đấy thì nó tùy theo hoàn cảnh lâm sàng, đúng không? Rồi CT scan, chụp MRI hay chụp mạch máu vân vân, nó tùy theo từng bệnh cảnh mình muốn tìm cái gì, đúng không? Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì các bạn biết rồi, trong sách có 5 tiêu chuẩn và 2 tiêu chuẩn bắt buộc. Nhớ tiêu chuẩn bắt buộc là gì? Một là protein niệu phải trên 3,5 gram trên 24 giờ. Thì rằng ngưỡng người ta gọi là protein niệu ngưỡng của chứng thận hư là trên 3 gram trên 24 giờ
người ta đã coi là ngưỡng thận hư là cũng đủ là cái tiêu chuẩn để nốt chứng thận hư rồi. Về mặt sách vở là gì ạ? 3 gram trên 24 giờ trên 1,73 mét vuông, đúng không? Nên các cách quy đổi khác thì hiện nay mình áp dụng nó chưa phải thường quy, ví dụ tính ra tỷ lệ protein trên creatinine, tỷ lệ albumin trên creatinine vân vân. Nhưng thông thường thì cái để mà tiêu chuẩn chuẩn đoán chắc chắn nhất thì người ta vẫn làm protein 24 giờ. Tức là làm protein làm lấy nước mẫu nước tiểu đúng 24 giờ tức là 1440 phút, đúng không? Nắc đều lấy ra định lượng rồi nhân xem bao nhiêu gram trên lít và nhân cái thể tích. Đúng không? Ví dụ bệnh nhân gom được 1500 ml tức là 1,5 lít mà định lượng ra là 3 gram trên lít. Như vậy 3 gram nhân với 1,5 lít sẽ là 4,5 gram trên 24 giờ. Đúng không? Cái đó rất đơn giản thôi. Thì các bạn đọc thêm cái trong sách triệu chứng nó có cái quy cách lấy mẫu nước tiểu và cách xác định protein niệu trong sách triệu chứng từ hồi Y3 nhé. Và nhớ là gì ạ? Cái này nó là tiêu chuẩn chẩn đoán nên nó phải rất chắc chắn. Đã gọi là tiêu chuẩn bắt buộc, nó phải rất chắc chắn. Nếu các bạn nói định lượng một cái protein niệu cao rồi các bạn chẩn đoán hội chứng thận hư, đôi khi bệnh nhân bị sai lầm. Đúng không? Mình bị sai lầm và bệnh nhân bị một cái chẩn đoán hội chứng thận hư không cần thiết và đôi khi điều trị nó quá mức, được chưa? Điều thứ hai gì rõ rồi, protein máu giảm, albumin máu giảm, đặc biệt là gì ạ? Là albumin máu giảm dưới 30 gram trên lít, được chưa? Thông thường thì hay gặp, rất hay gặp gan albumin máu giảm dưới 25 gram trên lít, thì rất là rõ rồi, đúng không? Đấy là hai tiêu chuẩn bắt buộc mình phải tuân thủ, tức là protein niệu cao và albumin máu giảm, được chưa? Các tiêu chuẩn khác có thể có hoặc không, không đầy đủ. Tuy nhiên mình lưu ý là gì ạ? Người ta đã đưa vào tiêu chuẩn chẩn đoán, tức là mình phải chú ý, đúng không? Ví dụ bệnh nhân mà lại vào mà protein niệu cao lâm sàng không thế nào, chẳng có đúng thận hư hay không, nên vào protein máu giảm, albumin máu giảm, protein niệu cao nhưng mỡ máu lại thấp thì phải xem xét cẩn thận là bệnh nhân này có phải hội chứng thận hư hay không, hay là bệnh nhân bị suy gan, suy chức năng gan, hay là bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, đúng không? Đâm ra đến cái tiêu chuẩn mà gọi là bắt buộc phải có rồi, những tiêu chuẩn khác nếu không có mình cũng phải cẩn thận cho cái chẩn đoán của mình. Nhưng mình phải chú ý những cái trường hợp khác gây phù, đúng không? Giảm albumin máu nữa, ví dụ bệnh nhân sơ gan, phù to, cổ trướng, albumin máu giảm nhưng mà protein niệu không cao, mỡ máu thậm chí thấp. Đấy, hoặc là trong trường hợp mà phù là kèm theo suy tim có protein niệu, đúng không? Mình hết sức cẩn thận. Đấy. Suy dinh dưỡng, đúng không? Vào bệnh nhân phù rất là rõ nhưng mà gì ạ? Albumin máu cũng giảm nhưng mỡ máu lại thấp, protein niệu lại không có hoặc rất là thấp. Đấy, vân vân, những trường hợp đó thì mình phải chú ý, đúng không? Đây là ví dụ đây, hai bệnh nhân này đến khám với tôi đây, phù rất là rõ. Người ta đến khám phòng ngắm thận mà, bác sĩ các tuyến dưới bảo bệnh nhân này bị bệnh thận, chuyển lên phòng ngắm thận. Nhìn cái chân phù có tưởng hội chứng thận hư, đúng không? Nhưng mà xét nghiệm lại gì? Protein máu, albumin máu bình thường, chức năng thận bình thường, protein niệu không có. Hóa ra bệnh nhân phù do thuốc. Đấy, sử dụng thuốc, cái thuốc chặn kinh canxi nhóm anandipin rất hay phù. Đây, bệnh nhân thuốc bệnh nhân sử dụng này. Đấy, bệnh nhân này nên khám. Tất nhiên chúng tôi phải làm kiểm tra thêm, siêu đánh giá chức năng tim, siêu mạch chi dưới, rồi làm chức năng thận, làm protein niệu vân vân, tất cả loại trừ, đúng không? Trước khi mình nghĩ đến do thuốc, tất nhiên thuốc bệnh nhân có đổi thuốc, đúng không? Từ nhóm nọ sang nhóm kia thì nó là một cái mà rất gợi ý rồi. Về nguyên nhân của hội chứng thận hư thì các bạn biết rồi, hai cái nhóm nguyên nhân nguyên phát và thứ phát. Thì hàng đầu vẫn là các nguyên nhân nguyên phát rất hay gặp. Tuy nhiên khoảng 10-20% là thứ phát mình phải tìm kiếm. Chứ không phải là ít gặp thì tôi không tìm, đúng không? Mà thứ phát bao giờ mình phải tìm kiếm, tức là mình chẩn đoán, loại trừ, đúng không? Các nguyên nguyên phát là gì? Nó tùy theo từng lứa tuổi. Trẻ em nó khác, người lớn nó khác. Đây là thống kê của người lớn, đúng không? Thì bệnh thận màng là cái rất hay gặp, đúng không? Chiếm 30-35% và hay gặp người da trắng. Sơ hóa ổ cục bộ 30-35% và hay gặp người da đen nhiều hơn. Đúng không? Bệnh thay đổi tối thiểu thì thấp hơn so với trẻ em. Có những thống kê 10% nhưng có thống kê thì người ta thấy là khoảng 30, cũng khoảng sấp xỉ 30-40%. Đúng không? Như bệnh thận màng người lớn và bệnh thay đổi tối thiểu nó cũng khoảng tương đương với nhau. Còn trong những trẻ em các bạn thấy, Hồng Nhi Khoa thấy là trẻ em thì rất hay gặp tối thiểu, 80% là tối thiểu, 10% là các nhóm còn lại, đúng không? Một số thể khác ít gặp hơn, bệnh cầu thận màng tăng sinh, bệnh cầu thận tăng sinh gan mạch hoặc bệnh thận IgA, IgA nguyên phát đấy, đúng không? Bệnh thứ phát tuy tỷ lệ không nhiều lắm so với bệnh nguyên phát, ít hơn, nhưng mà nguyên nhân rất đa dạng. Nguyên nhân rất là đa dạng, có thấy là gì ạ? Các bệnh chuyển hóa miễn dịch, đái tháo đường, viêm thận lupus,
hay lupus đoàn đỏ hệ thống, viêm mạch máu, viêm mao mạch dị ứng, hội chứng Sjögren, bệnh cryoglobulin huyết thanh, phá bột từ amylo nguyên phát do đau tủy xương, amylo thứ phát do bệnh viêm mãn tính, đúng không? Bệnh lý chuyển hóa miễn dịch rất là nhiều. Đái tháo đường lupus rất hay gặp, viêm mạch thì cũng có nhưng ít hơn, đúng không? Nhiễm trùng, nhiễm virus, nhiễm vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng đều có thể gây hội chứng thận hư. Nhiễm HPV từ viêm gan B, viêm gan C, HIV. Tất cả những cái bệnh này chúng tôi gặp hết rồi. Viêm gan B gây thận hư, viêm gan C, HIV gây thận hư chúng tôi gặp hết rồi. Cá nhân tôi đụng bệnh nhân rất là nhiều rồi. Đấy. Ví dụ trước đây chúng tôi phải đi hay đi hội chẩn lắm, chúng tôi phải sang bệnh viện nhiệt đới trung ương hội chẩn. Vì HIV xong về có hội chứng thận hư. Còn hội chẩn cho trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện Mai. Đúng không? Người ta có hội chứng thận hư người ta mời chuyên khoa thận. Vậy chuyên khoa thận đến nhiệm vụ làm cái gì ạ? Điều tra xem cái này hội chứng thận hư này do HIV hay hội chứng thận hư này là nguyên phát kết hợp với bệnh nhân HIV. Đấy là cái vấn đề rất đau đầu. Đúng không? Nếu hội chứng thận hư do HIV thì điều trị HIV là chính. Còn nếu hội chứng thận hư mà không do HIV là kết hợp HIV thì mình vừa điều trị HIV, vừa điều trị hội chứng thận hư. Đấy, hai cái thuốc mà gì ạ? Họa vô đơn chí là gì? Cái thuốc điều trị hội chứng HIV là bùng phát lên. HPV, HCV đều vậy. Vì đó nó rất khó khăn để mình quyết định. Đúng không? Tâm ra là đôi khi rất là khó. Đúng không? Điều trị lúc đấy lại phải một cái trạng thái cân bằng. Làm sao để viêm gan B cái tình trạng đi trên dây làm sao không bị rơi. Đúng không? Đi được mà không bị rơi. Rồi sau nhiễm trùng, liên cầu, phế cầu đều có thể gây hội chứng thận hư. Sốt rét, giang mai, đúng không? Sán máng vân vân đều có thể gây hội chứng thận hư. Tuy nhiên ít gặp hơn, sốt rét, giang mai, sán máng vân vân ít gặp hơn. Chúng tôi hay gặp nhất là do virus, thứ hai một số vi khuẩn. Đấy, có một cái nữa là các bệnh nhân lý ung thư. Đấy, ung thư đều có thể gây thận hư. Cái này là cả một chương riêng. Đấy, tôi đang muốn là viết một cái bài về ung thư gây tổn thương thận nhưng mà chưa có thời gian. Tài liệu thì có sẵn rồi nhưng mà dành thời gian để mà đọc mà dịch mà viết thì nó chưa có. Đúng không? Rất là tôi nghĩ rất là hay. Sách thì có đầy đủ rồi, tài liệu có đầy đủ rồi. Nhưng cũng muốn có một cái dành ra một cái thời gian để mình đọc chuyên sâu về cái nhóm bệnh lý ung thư này, gây tổn thương thận. Đấy, chúng tôi gặp nhiều lắm, bệnh nhân ung thư đến khám thận nhiều lắm. Đúng không? Mấy vấn đề mình là gì ạ? Cái thận này, tổn thương thận này do ung thư gây ra hay do thuốc điều trị ung thư gây ra? Đúng không? Đấy, hoặc là chúng tôi gặp một xoay để đi hội chẩn bên bên bệnh viện huyết học truyền máu trung ương rồi bên trung tâm bệnh máu ở bệnh viện Mai. Tôi cá nhân tôi phải đi hội chẩn một số trường hợp. Bệnh nhân bị leukemia, bệnh nhân bị u lympho B có tổn thương thận. Tổn thương thận này do cái tế bào ung thư nó di căn đến hay do cơ chế thứ phát miễn dịch nó gây tổn thương thận hay do hóa trị liệu điều trị ung thư nó rất đau đầu. Đúng không? Em ra mình cũng mong muốn đọc cái phần chuyên sâu này nhưng mà chưa có thời gian. Tài liệu thì có rồi. Đấy, thì nói chung là chúng tôi hôm trước có một bệnh nhân, một cái ông 54 tuổi, bệnh viện Thanh Nhàn chuyển sang. Sinh tiết thận là bệnh thận màng các bạn, sinh tiết là bệnh thận màng. Bên bệnh viện Thanh Nhàn điều trị bệnh sinh tiết thận xong gửi cái mẫu phải giải phẫu bệnh sang bệnh viện Việt Đức đọc thành bệnh là bệnh thận màng điều trị viêm phổi. Bạn biết là sang bên chúng tôi làm ra cái gì không ạ? Bệnh thận màng thậm chí là điều trị corticoid rồi nhá, vì nghĩ là bệnh thận màng nguyên phát điều trị corticoid rồi. Sau đó các bạn biết là nó cái gì ạ? Một cái bệnh nhân bị ung thư phổi. Đấy. Tức là soi phế quản rồi không thấy gì, đúng không? Lấy cái dịch hút rửa chải rửa phế quản bên tôi rửa dịch cái dịch rửa phế quản tìm nao tìm nấm tìm ung thư không thấy gì. Rồi sờ thấy bệnh nhân có một cái hạch ở trên cổ này, sinh tiết ra là ung thư biểu mô tế bào nhỏ và nghi ngờ từ phổi đấy, thế là bệnh nhân đó bị ung thư phổi di căn hạch. Và như vậy nghĩ nhiều đến khả năng bệnh thận màng đấy là thứ phát ra ung thư. Mặc dù bệnh nhân đó bên Thanh Nhàn gửi sang đã điều trị corticoid rồi, không đỡ chuyển sang bạch mai thời gian đầu cũng đã điều trị corticoid tiếp rồi, sau đó tìm ra ung thư phổi, sau phải điều trị ung thư. Đấy, rất là hay. Đúng không?
Năm nay bệnh nhân mà hội chứng thận hư vào, mà nhất là bệnh nhân có tuổi, bạn bao giờ phải chú ý tìm kiếm các bệnh thứ phát nha, đặc biệt là ung thư, đúng không? Đấy là tỷ lệ ung thư và bệnh lý thoái hóa nó sẽ tăng dần theo tuổi. Trẻ có gặp không? Có, nhưng ít hơn, đúng không? Do thuốc, nhiều thuốc có thể gây hội chứng thận hư. Đấy. Rất nhiều thuốc, depilicinamine, thuốc kháng viêm, chống viêm non steroid, captopril, một thuốc ức chế men chuyển, kháng sinh, những cái thuốc điều trị ung thư, heroin tức là ma túy ấy, rồi thuốc điều trị loãng xương, pamidronate, interferon alpha trong điều trị kháng virus vân vân, đều có thể gây hội chứng thận hư. Rồi các nguyên nhân khác ít gặp hơn tiền sản giật, dị ứng, nhiễm độc, tổn thương gen, tăng huyết áp ác tính, bệnh thận sau ghép, rồi sarcoido, vân vân, những nguyên nhân mà hoàn toàn hay gặp. Tiền thần giật là cái bệnh lý ở cái người phụ nữ mang thai mà bị hội chứng thận hư chúng tôi gặp rất nhiều. Mặc dù các thầy bên chuyên khoa sản là dạy bài tiền thần giật và sản giật, nhưng mà bệnh nhân bị tiền giật lại điều trị chuyên khoa thận, một số ít điều trị ở tim mạch. Vì sao điều trị tim mạch? Vì huyết áp cao quá. Điều trị ở chuyên khoa thận vì sao? Vì tổn thương thận nặng và thậm chí là xuất hiện hội chứng thận hư. Chúng tôi gặp nhiều lắm. Vào thì con điều trị cái gì đâu? Truyền albumin theo dõi hoặc cùng nắm cho ý lợi tiểu, kiểm soát huyết áp, đúng không? Và chuyên khoa sản người ta không điều trị đâu các bạn ạ. Các thầy chuyên khoa sản sợ. Và sản khoa B chưa đẻ được. Vậy bệnh thận tăng huyết áp, vân protein niệu cao, anu nó giảm phù to quá sợ. Toàn chuyên khoa thận chúng tôi điều trị. Rồi bệnh bên bệnh viện huyết học bệnh viện sản trung ương cũng chuyển sang chúng tôi rất là nhiều, đúng không? Sau đó thăng lên điều trị chuyên khoa thận ổn thì đến lúc đẻ thì lại gửi chuyên khoa sản xuống đẻ, đúng không? Vừa tuần trước, vừa cái đây, vừa thứ sáu vừa rồi, tôi vừa khám cho một bệnh nhân từ Phú Thọ chuyển xuống. Người nhà một bạn nhân viên ở trong bệnh viện Bạch Mai. Thai lần đầu đến lúc mà thai 5 tuần thì bắt đầu bị phù tăng huyết áp. Và trên Phú Thọ người ta, sản nhi Phú Thọ người ta chẩn đoán tiền sản giật. Mổ đẻ lấy thai rồi. Và trong quá trình mổ đẻ xong, bệnh nhân bị xuất hiện sản giật, bị co giật. Thì trên đó người ta cho corticoid, cho tiêm solu trong thời gian nằm viện, là ra viện kê 4 viên meron. Thì các bạn trong cái phần điều trị tôi sẽ nói đấy, cái liều điều trị meron là bao nhiêu? 4 viên meron. Bệnh nhân uống vào trứng cá đầy mặt, đầy người, lên vạch cái ngược ra, trứng cá dày, dày như cái mảng cơm cháy. Đấy, nên khám thì người ta sợ quá, người ta nên khám. Thế tôi cho khám ra liễu, người ta cho đơn, người ta chẩn đoán viêm nang lông, mình viêm cho thuốc bôi, thuốc uống vân vân. Về phần thận thì không còn hội chứng thận hư nữa, protein niệu mặc dù ra viện mới được 3 ngày, bệnh nhân uống meron mới ra viện được 3 ngày thôi. Protein niệu 1,9 gram trên lít. Tôi quyết định tôi bảo dừng cái corticoid lại. Tôi nói giải thích với hai vợ chồng và sau đó với giải thích với bạn nhân viên kia là gì ạ? Tôi nghĩ nhiều cái này là hội chứng thận hư do tiền sản giật. Và hội chứng thận hư do tiền sản giật không có chỉ định điều trị corticoid. Tự bệnh nhân sinh xong sau đình chỉ thai kỳ, tự nó ổn, tự dưỡng ổn. Còn nếu sau khi đình chỉ thai kỳ xong mà nó không ổn, khám lại vài tuần sau, thậm chí vài tháng sau, vẫn còn tổn thương cầu thận, hoặc vẫn còn hội chứng thận hư, lúc đấy ta mới điều trị. Còn bây giờ điều trị tự nhiên một cái chẩn đoán nghĩ nhiều đến khả năng. Tôi không chắc chắn được 100% vì tôi không chứng kiến. Nhưng qua khai thác, qua hỏi bệnh, qua giấy tờ như vậy tôi nghĩ cái này trên 90% nào hội chứng thận hư do tiền sản giật. Như vậy không có chỉ định điều trị corticoid. Nên tôi quyết định ghi vào cái bệnh án của cô là không, hiện tại không có chỉ định điều trị corticoid và đề nghị dừng corticoid lại. Theo dõi khám lại 2 tuần nữa, đúng không? Thậm chí 4 tuần nữa được. Nếu hội chứng thận hư mà hoặc tổn thương thận do viêm do tiền sản giật, tự nó sẽ ổn, tự nó sẽ lùi lại. Không cần điều trị corticoid. Vì sao ạ? Điều trị corticoid bây giờ nó là gì? Quá vội vàng. Một là quá vội vàng và thậm chí là nhầm, điều trị nhầm. Và rõ ràng bệnh nhân sẽ lãnh những hậu quả của điều trị corticoid và thậm chí liều cao như vậy. 4 viên meron, 64mg meron, liều cao quá. Đúng không? Và như vậy bệnh nhân sẽ lãnh những hậu quả của thuốc corticoid, quá nhiều tác dụng không mong muốn. Đúng không? Và chúng ta không muốn bệnh nhân của mình bị những cái vấn đề như vậy. Nên tôi nói với hai vợ chồng bệnh nhân, tôi giải thích với bệnh nhân, với hai em như vậy, và hai em đừng có về trách bác sĩ trên Phú Thọ, bệnh viện sản nhi Phú Thọ. Không nên trách người ta, cái đó thì người ta nghĩ vậy, người ta điều trị vậy, nhưng mình không nên trách, trách mắng hay kiện cáo gì nó tội người ta ra. Người ta lúc đấy là người ta cứu người bệnh thôi. Nhưng với chuyên khoa thận thì chúng tôi hiện tại là đề nghị dừng cái corticoid lại.
nha, và mình theo dõi, bây giờ không có gì vội vàng. Thậm chí là dùng bệnh nhân uống corticoid không được cho ăn bú luôn, vì corticoid là qua sữa mẹ. Khi khi bệnh nhân dùng corticoid này thì vẫn đang phải không được cho con bú. Và tôi nói là bây giờ em tự nhiên em uống thuốc nhiều khả năng là không cần thiết, thì em lại con em lại phải nuôi sữa ngoài, rõ ràng là nó nguy hại đến cả mẹ cả con, đúng không? Còn nếu nó tăng lên, khám 2 tuần nữa, khám 1 tháng nữa, khám 2 tháng nữa, khám 3 tháng nữa, nó tăng lên, thận hư mỗi ta điều trị không vội. Được chưa? Nên tôi quyết định như vậy. Và mình phải rất, vì người ta cứ băn khoăn, bệnh nhân hai vợ chồng cứ băn khoăn, bác sĩ bệnh viện sản nhi Phú Thọ cho thế, bây giờ dừng thì có sao không, vân vân, người rất băn khoăn. Đấy, thì tôi thậm chí đòi vào làm viện, tôi bảo không, hiện tại không chỉ định làm viện, theo dõi ngoại trú được, không phù huyết áp bình thường, quân hiệu 1 gam ăn uống máu bình thường rồi. Đấy, bệnh nhân bảo hay cho em nằm viện, hay cho em cứ uống có tí, tôi bảo đấy là tùy em, nhưng tôi quyết định là dừng. Thế đó là mình lợi ích của cả người bệnh và cả con. Với con này không bú được, đúng không? Mới đẻ được chưa được tuần không bú được, đúng không? Nuôi sữa ngoài thì nó có rất nhiều vấn đề, đúng không? Đây là những cái tình huống mà chúng ta gặp rồi, rất nhiều, đúng không? Rất nhiều bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán tiền dần dần, nhưng mà cứ cho có tí, đúng không? Lên tác dụng không muốn đầy ra, đúng không? Thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi chẩn đoán cho người bệnh. Chẩn đoán không đúng thì người bệnh phải lãnh hậu quả thôi. Tôi nói là gì ạ? Chúng ta cho thuốc, chúng ta có uống thuốc đâu, đúng không? Mình kê đơn mình có uống thuốc đâu, người bệnh phải uống, đúng không? Mình kê đơn mình có bị tác dụng phụ đâu, đúng không? Nhưng mà người bệnh người ta uống, người ta bị tác dụng phụ mà không cần thiết. Còn chỉ định rõ ràng, chẩn đoán rõ ràng, chỉ định rõ ràng thì phải tuân thủ, được chưa? Nên cái nói thêm một chút cái tiền sản giật như vậy, các bạn mai kia đi thận đi sản, các bạn sẽ gặp hội chứng thận hư do tiền sản giật rất là nhiều. Cái đó mình phải lưu ý. Còn tất nhiên có trường hợp bệnh nhân có bệnh thận từ trước khi có thai không phát hiện ra, đúng không? Hoặc là đã điều trị ổn định rồi, khi có thai cái thai nó làm cho cái bệnh thận nó nặng lên, nó xuất hiện hội chứng thận hư, thì cái đó thì vẫn chúng tôi vẫn gặp. Đấy. Tôi có mấy bệnh nhân lúc vào thai 16 tuần rất là bé, bị hội chứng thận hư, bị lupus, điều trị đến 33 tuần, 34 tuần đẻ con ra bình thường. Đấy. Lâm ra người bệnh và bác sĩ cũng sẽ rất mất thời gian. Cái đó là mình chẩn đoán phải hết sức cẩn thận. Đúng không? Những bệnh nhân như vậy thì chúng tôi chẩn đoán là hội chứng thận hư nguyên phát, đúng không? Không phải tiền sản giật. Đó là những cái hình ảnh lâm sàng nó rất gợi ý, đúng không? Ví dụ bệnh nhân nổi ban canh bướm, ban dạng đĩa, nổi những cái ban xuất huyết ở hai chân, hoặc những cái ban như thế này, thì bao giờ mình phải lưu ý cái này là những cái dấu hiệu của có bệnh thứ phát, ví dụ lupus bản hệ thống, đúng không? Viêm mạch Anca, hoặc là viêm ma mạch dị ứng Sonnenhenoc, đúng không? Hoặc là viêm bệnh cryoglobulin huyết thanh, vân vân. Những cái xét nghiệm mà người ta hay làm cho tìm các bệnh lý thứ phát là gì? Là sàng lọc HIV, viêm gan B, đúng không? Giang mai như lúc nãy tôi vừa nói, viêm gan B, C, giang mai, HIV, đúng không? Bị lăng viêm gan, protein máu, protein niệu đấy, rồi phản ứng tìm giang mai đây, đúng không? Kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng chuỗi kép, rồi các bổ thể để tìm trong bệnh hệ thống, vân vân. Thì nó tùy theo triệu chứng mình nghi ngờ là cái gì. Sáng nay tôi ngồi phòng khám, tôi vừa gặp một bệnh nhân. Đấy, nói thêm, đợt này chúng tôi gặp rất là nhiều đấy các bạn. Đây là nói về mặt chuyên môn nhé, không nói về mặt gì khác, đây là mặt chuyên môn. Về mặt lý thuyết, chúng tôi đã về chuyên khoa thận ấy, bệnh thận hoàn toàn có thể xuất hiện sau tiêm vaccine. Nói thêm một chút, bệnh thận hoàn toàn có thể xuất hiện sau tiêm vaccine. Bất cứ một vaccine nào đều có thể nó gây tổn thương thận theo cơ chế giống như bị dị ứng miễn dịch ấy. Thì vaccine phòng COVID này, nói thêm là các bạn biết thêm thôi, chứ các bạn cũng không nên tuyên truyền cái gì mà nó quá mức cả. Cá nhân chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân đi tiêm vaccine bình thường, đúng không? Vaccine phòng COVID thì trên thế giới người ta đã có những cái tài liệu cho thấy là nó có thể gây bệnh thận, gây tổn thương thận nhá. Nhưng rõ ràng mình đánh giá lợi ích và nguy cơ thì cái lợi ích nó đem lại thì đều vẫn phải tiêm thôi, đúng không? Đấy, thì các bạn đọc thấy tài liệu, nếu bạn tìm hiểu, các bạn search trên Google sẽ thấy tổn thương thận hoặc là bệnh thận sau sau tiêm vaccine COVID là có. Thì thời gian chúng tôi gần đây, chúng tôi gặp một số bệnh nhân có tổn thương thận hoặc tổn thương thận nó nặng lên sau tiêm vaccine COVID. Đã. Sáng nay vừa gặp một bệnh nhân xong, sáng nay vừa gặp mà hai bệnh nhân. Một cái bệnh nhân, một cái bạn này, bạn 40 tuổi là công an ở trên Yên Bái, tiêm vaccine COVID phòng mũi 2, bây giờ bị viêm cổ thận. Tôi vừa cho vào viện xong. Đúng không? Thì
xét nghiệm cho thấy khả năng là một cái viêm của thận mạn và bị suy thận mạn tính. Nhưng bạn nói là cô này, cô nói là năm ngoái bạn khám sức khỏe bình thường, bây giờ thì lần này tiêm vaccine xong đấy nó có biểu hiện khác, đi xét nghiệm lại thấy có suy thận, có protein niệu, có hồng cầu niệu, có tăng huyết áp, nhưng siêu âm thận cũng hơi sơ hóa, thì có rất nhiều có thể là cái vaccine nó cũng làm cái triệu chứng bệnh thận nặng lên. Vậy tất cả bệnh nhân mà của tôi mà người ta hỏi tôi về tiêm vaccine, tôi nói là tiêm được, nhưng một có một cái khả năng có thể gặp thì ít, đấy là cái vaccine nó làm cho bệnh thận nặng lên. Tuy nhiên cái lợi ích nó đem lại thì nó rõ ràng rồi, thì đôi mình phải tiêm, mình cũng cứ tiêm rồi mình theo dõi thôi, đúng không? Đấy thì đấy là một cái bạn công an ở Yên Bái tôi vừa cho vào viện sáng nay. Thứ hai là một cái bệnh nhân khám lúc gần 12 giờ trưa, trước khi tôi thôi rồi về tôi đi thẳng các bạn. Đấy, cũng tiêm vaccine COVID phòng mũi 2 cái đây được một tuần. Thì kêu đau ngực, đau người, đi khám bây giờ có protein 3 gram. 3 gram tuy nhiên thì tôi cũng có hỏi về lupus vân vân thì không có triệu chứng gì cả. Nhưng xét nghiệm công thức máu có giảm cái bạch cầu máu và giảm tiểu cầu. Tôi nhớ tiểu cầu 111. Bạch cầu là 3600. Tôi có định lượng protein niệu lại này, cho làm kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng dưới kép. Tôi có nói giới thiệu sang phòng khám huyết học để khám thêm. Đó. Đấy thì để xem có loại trừ cái lupus không. Thì tuy nhiên là thấy có tổn thương cầu thận có giảm 3 dòng. Nhưng bệnh nhân có tiêm trước đó có tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID rồi. Đúng không? Đâm ra là cái đấy nói thêm là cái vaccine nó cũng có tỷ lệ tổn thương cầu thận, và trên thế giới nhá, người ta có những cái nghiên cứu thấy là có tổn thương cầu thận và sinh thiết ra có thấy bệnh thay đổi tối thiểu ở cái người sau tiêm vaccine COVID. Đúng không? Đấy thì cái này là mình biết, với các bạn là y khoa các bạn nên biết. Đúng không? Tất nhiên tiêm thì vẫn tiêm, đúng không? Nhưng mình phải chú ý là bệnh nhân có thể nó có những cái bệnh thận khởi phát hoặc làm cho bệnh thận có thể nó bị nặng lên. Được chưa? Thế chứ, làm gần đây cũng một số bệnh nhân vào viện. Và ta, trên thế giới người ta có nghiên cứu rồi, người ta có những cái bằng chứng rồi. Nói thêm các bạn biết như vậy, đúng không? Thế còn về biến chứng. Nói thêm cái phần biến chứng thì chúng ta nghỉ một chút. Biến chứng thì chúng ta chia hai nhóm cái biến chứng, đấy là biến chứng của bệnh và biến chứng do điều trị. Đó, biến chứng do điều trị. Tức là bản thân cái bệnh chưa điều trị nó đã có những cái biến chứng nó rồi. Và khi điều trị thì có thể biến chứng do những thuốc điều trị, đúng không? Thì một cái biến chứng rất hay gặp là nhiễm trùng. Các bạn thấy là gì ạ? Nó tỷ lệ cũng có thể khoảng 20% các trường hợp. Tại sao bị nhiễm trùng? Bệnh nhân thận hư ngoại tôi có nói là nguy cơ tắc mạch rồi, nhưng bệnh nhân có một cái nguy cơ nó bị nhiễm trùng. Một là do lượng Ig trong huyết thanh nó giảm do mất qua nước tiểu, đúng không? Và nó có những thay đổi về miễn dịch tế bào, chức năng lympho bào T bị giảm, rồi bổ thể nó bị mất qua nước tiểu và giảm chức năng bổ thể. Thật ra bệnh nhân rất dễ bị nhiễm trùng, nhiễm virus, nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng. Cái chuyện phòng ngừa nào thì tôi sẽ nói phần sau, đúng không? Có hai cái nhiễm trùng mà rất hay gặp, xin lỗi cũng không phải rất hay gặp mà rất đặc trưng, đấy là viêm phúc mạc, viêm mạc nguyên phát và viêm mô tế bào nha. Bên có thể gặp suy cấp chức năng hoặc suy cấp thực tổn. Suy cấp chức năng thì có nghĩa là gì? Suy cấp chức năng là tình trạng giảm thể tích tuần hoàn và giảm tí máu thận do giảm nước keo, đúng không? Còn suy cấp thực tổn có thể do thuốc điều trị, do tổn thương ống thận trong cái cơ chế sinh mạch lúc nãy tôi đã nói rồi. Biến chứng huyết khối tắc mạch cũng vậy. Đấy. Huyết khối có thể gặp cả động mạch và tĩnh mạch. Đấy. Và người lớn thì hay gặp hơn trẻ em. Suy thận mạn do bệnh kéo dài, tổn thương kéo dài nhất là điều trị không có đáp ứng, đúng không? Tăng huyết áp cũng hay gặp. Dẫn lipid máu nha. Thì nó dẫn lipid máu thì nó là trong sinh bệnh hoặc thận hư. Tuy nhiên nó cũng là cái yếu tố nguy cơ tim mạch mà mình cần phải để ý, đúng không? Đó, nó là cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Dinh dưỡng, đặc biệt là nếu mà bệnh nhân điều trị gì, điều trị mà kéo dài mà không đáp ứng, nó làm mất đạm niệu quá dài, kéo như quá nhiều và kéo dài thì gây suy dinh dưỡng, đúng không? Đấy, hai cái nhiễm trùng rất hay, rất đặc trưng đấy là viêm mô tế bào và viêm mạc nguyên phát thì chúng tôi vẫn hay gặp trên khoa thận của tôi, chỗ đơn vị chúng tôi thì rất hay gặp. Bạn chú ý nhá, thậm chí là có những trường hợp gì ạ? Viêm phúc mạc mà đã có chỉ định mổ thôi, đã được mổ, đúng không? Viêm phúc mạc nguyên phát do chứng nhận hư không có chỉ định mổ. Chúng tôi gặp một số trường hợp, gặp một số bệnh nhân
thấy viêm võng mạc mở ra không thấy gì ở đóng vào, nó rất đáng tiếc. Tức là bình thường chỉ cần điều trị kháng sinh thôi, không có chỉ mổ. Bạn hiểu vấn đề không? Còn mổ ra thì nhiều nhiều bệnh nhân bị mổ ra thì chả thấy gì để đóng vào, và cái vết mổ còn lâu liền nữa, vì điều trị bệnh nhân bị giảm miễn dịch rồi giảm chậm liền vết thương, bệnh nhân rất khó liền vết thương. Đó. Đâm ra là hết sức chú ý cái này, một số bệnh nhân đã bị mổ mổ không 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 cần thiết. Đó. Viêm mô tế bào thì cũng là rất hay gặp, nó ngoài da đúng không, do cái tình trạng mà giảm miễn dịch kèm theo bệnh nhân vệ sinh kém. Đấy, một cái vùng cơ thể, vùng lưng thường hay gặp thắt lưng đổ xuống, bạn thấy hay gặp vùng thắt lưng đổ xuống, nó viêm tấy đỏ và đau, làm cho cái phù, cái bên viêm nó bị phù to hơn bình thường. Đấy, làm cho chân nó sưng to hơn bình thường. Chỉ còn nhớ là cái viêm mô tế bào ở bệnh nhân nhóm bệnh này thường hay gặp cái tầng vùng thắt lưng đổ xuống, người ta xếp vào cái tầng dưới thắt lưng. Thì khi các bạn không nhớ kháng sinh là gì, các bạn dở cái quyển kháng sinh ra, các bạn nhớ tra cái kháng sinh viêm mô tế bào tầng dưới thắt lưng nhé. Tại sao ạ? Vì khi tôi điều trị hoặc tôi trực buồng hoặc trực tối, khi bệnh nhân viêm mô tế bào thận hư vào, các bạn nội trú thường là hay cho cái gì ngay? À, cái thói quen ngay là cho danacin, một thuốc điều trị kháng sinh danacin điều trị viêm nhiễm viêm thùng da mô mềm. Tôi bảo em hãy dở cái quyển kháng sinh theo kinh nghiệm, các bạn dở kháng sinh theo kinh nghiệm, các bạn em tra xem là cái này viêm mô tế bào tầng dưới thắt lưng thì sử dụng kháng sinh gì. Đấy. À, tra ra xong bảo ôi thầy ơi, hóa ra danacin không phải lựa chọn ưu tiên. Anh hiểu vấn đề không ạ? Khi mình biết được viêm mô tế bào ở nhóm bệnh nhân này nó là tầng dưới thắt lưng thì các bạn tra ra thì danacin không phải chỉ định ưu tiên. Thế nhưng mà mình phải bỏ cái thói quen. Ngày xưa tôi thế đấy, cái hồi nội trú hay thói quen là danacin là viêm mô mềm mà cho ngay, nhưng mà nó không phải là cái chỉ định ưu tiên, nó chỉ định thay thế thôi, nó chỉ định hàng ba thôi, mà kháng sinh ban đầu nó là kháng sinh khác nha. Nói như vậy để các bạn tra, tôi không nói ở đây nữa, các bạn tra quyển kháng sinh theo kinh nghiệm ra, các bạn tiếng Việt mà thầy đàn anh đây dịch ấy đấy, thì lựa chọn kháng sinh loại khác đi, được chưa? Nhưng mình nhiều cái mình cứ nhớ theo thói quen hoặc theo kinh nghiệm đôi khi không chuẩn đâu, được chưa? Đấy, suy cấp thì tôi nói rồi, thông thường các bạn sẽ thấy là hội chứng hư vào suy cấp thường không nặng, thường là không nặng nhé, thường là không nặng. Còn suy cấp vào nặng các bạn tìm nguyên nhân khác, ví dụ có tổn thương ống thận, tổn thương cầu thận cấp nhé, hoặc là huyết khối gây tắc động mạch thận, hoặc cầu huyết khối tắc tĩnh mạch thận, được chưa? Chuyện suyễn cấp thông thường do giảm cái tưới máu thận thì thường ăn cái chức năng thận nó không có nặng này lắm, còn nếu vào thấy thiểu niệu vô niệu suyễn cấp nặng thì các bạn sẽ tìm xem nó là cái nguyên nhân khác, ví dụ dùng thuốc độc cho thận, bệnh cầu thận cấp đúng không, ví dụ viêm mô, xin lỗi, viêm thận do lupus, viêm mạch máu, hoặc là bị tắc mạch thận. Đấy. À, lưu ý như vậy. Còn nếu mà chỉ đơn thuần do giảm albumin rồi giảm nước keo rồi dịch đến thận nó kém thì suyễn cấp thường là không nặng. Các bạn nhớ như vậy. Nên khi vào các bạn thấy suyễn cấp nặng, các bạn tìm nguyên nhân khác, đừng đổ cho cái này đơn thuần là câu chuyện giảm nước keo, được chưa? Đấy. Thì bệnh nhân có suyễn cấp vào nguyên nhân rất là nhiều. Bạn thấy là gì ạ? À, có thể là gì ạ? Viêm kẽ thận do dị ứng, viêm kẽ thận cấp do thuốc. Đó, nha, rất nhiều thuốc, kể cả lợi tiểu có thể gây viêm kẽ thận cấp, gây suyễn cấp. Hoại tử ống thận cấp đúng không? Do giảm thể tích kéo dài, do sepsis tức là nhiễm trùng nặng kèm theo. Đó, các thuốc điều trị nhiều thuốc có thể gây suyễn cấp. Đúng không? Cái này sẽ học trong bài suyễn cấp không nói ở đây nữa, đúng không? Thay đổi huyết động do thuốc chống viêm non steroid, ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể nó gây suyễn cấp. Đúng không? Phù mô kẽ thận, đúng không? Rồi giảm thể tích do giảm tưới máu thận, đúng không? Rồi huyết khối của mạch máu ở thận. Hoặc do bệnh lý như nãy tôi vừa nói, bệnh tăng thận, tăng sinh hình liềm, hoặc là viêm thận lupus hoặc viêm mạch máu, đúng không? Nó rất nhiều nguyên nhân mình phải tìm kiếm theo nó cái gì. Bệnh nhân có nguy cơ bị tắc mạch bất cứ nơi đâu,
mạch chi dưới, mạch chi trên, động mạch chủ, động mạch đùi, động mạch thận, đúng không? Mạch phổi, mạch não. Nhiều bệnh nhân nằm vào tim mạch vì huyết khối tĩnh mạch chi dưới, sau phát hiện ra hội chứng thận hư lại chuyển khoa thận. Hoặc nhiều bệnh nhân vào bị tai biến mạch não vào thần kinh, đúng không? Vào thần kinh nằm vì tai biến mạch não, phát hiện ra nhồi máu não có hội chứng thận hư lại chuyển khoa thận điều trị, vân vân. Nói chung là có thể tắc mạch bất cứ nơi nào nhé. Thì nói chung là cơ chế bệnh sinh thì các bạn đọc thêm trong sách, nó các rối loạn huyết họng nó gây tăng tình trạng tăng đông máu, cho nên dễ bị đông máu, dễ bị tăng mạch nhé. Đấy, nó làm cho cái chân bị tắc mạch nó to hơn bình thường. Hoặc đây một cái bệnh nhân bị tắc động hoàn toàn động mạch thận phải. Bệnh này vào tour tôi trực đây, tôi nhận trực tối. Một tối một ngày ngày thứ bảy, bệnh nhân nữ 42 tuổi, tôi không nhớ 42 40 mấy tuổi. Tối thứ bảy đến nhận trực, bệnh nhân kêu đau mạn sườn phải và sốt. Đấy, bác sĩ trực ngày thì người cho giảm đau, cho sốt. Chưa một bộ không biết gì bất thường lắm. Thì tôi đến trực tối thấy bệnh nhân vẫn sốt đau nhiều, nghĩ ban đầu nghĩ hay là bệnh nhân bị viêm thận bể thận cấp vì lupus à. Nhưng sau đó thì đau nhiều quá thì mới bệnh nhân này đau rất là nhiều, tôi mới cẩn thận tôi chụp CT. Con thấy là hoàn toàn cái động mạch thận phải nó bị cắt cụt này. Đấy, đây này, cái động mạch thận phải cắt cụt cái động mạch thận trái này. Thận trái ngấm thuốc bình thường, các bạn thấy sáng ngấm thuốc bình thường, còn thận phải không bắt thuốc gì nào. Hóa ra bệnh nhân này bị tắc hoàn toàn động mạch thận phải. Đấy. Sau đó phải chuyển tim mạch điều trị heparin. Nó cắt cụt hoàn toàn cái động mạch thận phải luôn. Đây cái vị trí mũi tên này, các bạn thấy không? Đây còn động mạch thận trái hoàn toàn bình thường, động mạch thận trái này đi ra bình thường, tưới máu thận trái bình thường, còn thận phải hoàn toàn không bắt thuốc. Đây bệnh nhân trong cái tour mà tôi trực tôi phát hiện ra. Tuy nhiên cái bệnh nhân hội chứng thận hư mà bị tắc mạch thì nó huyết khối thì rất là có rất nhiều nguyên nhân. Nhiều nguyên nhân. Có thể là có những yếu tố về di truyền, về gen. Rồi trước tiền căn có biến cố huyết khối tắc mạch rồi thì tăng nguy cơ này, béo phì, suy tim nặng đúng không? Albumin máu giảm dưới 20 gram là cái yếu tố nguy cơ. Rồi hàng loạt cái yếu tố nguy cơ khác. Các bạn tìm hiểu thêm nhé. Đấy, rất nhiều cái yếu tố nguy cơ làm cho bệnh tắc mạch, chứ không phải đơn thuần chỉ là câu chuyện giảm albumin huyết thanh. Người ta thấy là protein đậu càng cao và protein máu càng giảm thì nó là cái yếu tố nguy cơ càng làm tăng yếu tố nguy cơ của tắc mạch. Đấy. Nếu bệnh nhân bệnh thận màng thì bệnh nhân mà có bệnh thận màng thì albumin máu, người ta thấy albumin máu đến tận 28 gram trên lít vẫn có nguy cơ bị huyết khối. Còn nếu không bị thận màng thì ăn nguyên máu dưới 20 gram trên lít, cái nguy cơ nó cao hơn. Nhá. Bệnh thận màng là một cái yếu tố nguy cơ của huyết khối và tắc mạch. Nó cao hơn các nhóm bệnh thận, không phải bệnh thận màng. Đấy, người ta đã chứng minh rồi, đúng không? Tuổi cao cũng là cái yếu tố nguy cơ, đúng không? Mình cao tuổi, người lớn thì hay cao hơn trẻ em, mà cao tuổi thì càng cao tuổi càng dễ bị huyết khối tắc mạch. Các biến chứng khác là gì ạ? Bệnh nhân có thể bị tăng các đoạn tự do của các thuốc mà có gắn với albumin. Vì albumin máu giảm thì làm cho bệnh nhân bị tăng cái nồng độ thuốc tự do và dễ bị quá liều. Nên mình hết sức cẩn thận khi điều trị các thuốc mà có các thuốc đó vào nó gắn albumin. Ví dụ kháng vitamin K, chống viêm giảm đau, không steroid rồi statin nó dễ bị quá liều. Đấy, có những cái mà mình không nhìn thấy được là bệnh nhân bị mất vi chất, sắt, kẽm, đồng rồi các protein mang. Vitamin D rồi erythropoietin qua nước tiểu làm cho bệnh nhân có thể các rối loạn chuyển hóa, bị suy dinh dưỡng, đúng không? Bị thiếu hụt vitamin D, thậm chí bị thiếu máu. Phần câu chuyện sinh lý thận thì nói chung là bệnh nhân hội chứng thận hư người lớn thì đa số có chỉ định sinh lý thận nhé. Để làm gì? Thứ nhất, để xác định loại tổn thương là gì. Thứ hai là điều trị, và ba là tiên lượng, đúng không? Như các bạn nhớ ba cái mục đích như vậy. Một là chuẩn đoán xác định loại tổn thương là gì. Thứ hai, phục vụ cho cái điều trị, phác đồ điều trị của mình. Và thứ ba, tiên lượng lâu dài. Đây là cái hướng dẫn mới nhất của Carigo năm 2021 về sinh lý thận. Bạn thấy nha. Sinh lý thận là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh cầu thận, trong đó có hội chứng thận hư. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp đều có chỉ định sinh lý thận, mà có những trường hợp có thể vẫn điều trị được, chẩn đoán được, không cần để sinh lý thận. Ví dụ trẻ em
dưới 12 tuổi mà hội chứng thận hư mà điều trị corticoid rất là đáp ứng, hoặc là viêm của thận mà sau nhiễm liên cầu thì không cần sinh thiết, nghe chưa? Người lớn thì đa số là cần phải sinh thiết thận để chẩn đoán, nhưng mà cái sinh thiết thận này nó phải giúp ích cho mình cho cái chẩn đoán, và đặc biệt là gì ạ, nó phải làm thay đổi được cái điều trị và tiên lượng. Còn nếu sinh thiết ra chỉ để biết thì không làm gì cả. Đấy. Sáng nay tôi có một bệnh nhân tôi giải thích về sinh thiết ra, cái cô công an ở Yên Bái thận sơ nhiều, tôi nói cái chỉ định sinh thiết thận của em bây giờ rất hạn chế, thì thận sơ hóa quá nhiều, cái giá trị chẩn đoán không còn quá nhiều nữa, và sinh thiết ra cái tức là cố thì vẫn làm, cũng có thể vẫn làm được, nhưng mà cái giá trị nó kém đi rất là nhiều vì để quá muộn đúng không? Nên sinh ra nó phải giúp cho mình cái chẩn đoán một, nhưng mà chẩn đoán thôi không đủ, nó phải giúp cho mình điều trị, thay đổi cái lựa chọn điều trị của mình, nó thay đổi cái chiến lược điều trị của mình. Còn sinh ra chỉ để chẩn đoán để biết thôi thì mình phải xem lại cái chỉ định sinh thiết, được chưa? Có nhiều trường hợp đây người ta nói là không cần phải sinh thiết thận, có thể không cần phải sinh thiết thận, nên là sinh thiết được tốt nhưng mà có thể không cần thiết. Ví dụ bệnh nhân màng mà có kháng thể kháng PLA2, tức là receptor của PLA2 dương tính, viêm mạch ANCA dương tính, rồi bệnh kháng thể kháng màng đáy, rồi bệnh ANPOP, bệnh Fabry, sơ hóa cầu thận ổ cục bộ có tính chất gia đình, đúng không? Đã được làm gen, xác định chẩn đoán gen rồi, đúng không? Bị chống chỉ định sinh thiết thận, hoặc là bệnh lupus ở hệ thống mà bị chống chỉ định vân vân thì có thể mình không sinh thiết thận. Đây là cái này để nói mình biết thêm, đúng không? Còn hầu hết là có chỉ định sinh thiết thận, rất nhiều cái tổn thương có thể mình sẽ gặp. Tất nhiên tỷ lệ xuất hiện hội chứng thận hư ở các bệnh cầu thận này có thể là sẽ khác nhau. Còn này, cái nhóm hay gặp bệnh 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 cầu thận mà có bệnh cầu thận mà hay gặp hội chứng thận hư thì là gì ạ? Là bệnh thay đổi tối thiểu này, bệnh thận màng này, sơ hóa cục bộ. Có các nhóm bệnh mà gì ạ? Viêm của thận màng tăng sinh là cấp lan tỏa rồi viêm thận hình liềm thì hay gặp hội chứng thận viêm hơn, tức là viêm của thận hơn. Đúng không? Thì tỷ lệ bệnh cầu thận nó rất thay đổi. Đúng không? Và tỷ lệ hội chứng thận hư cũng rất thay đổi theo các nhóm bệnh cầu thận. Đây là một cái thống kê năm 2008 đăng trên tạp chí BMJ 2008. Thì người ta thấy là gì ạ? Các nguyên nhân gây hội chứng thận hư nguyên phát thì nó thay đổi theo lứa tuổi. Đấy, các bạn thấy là gì ạ? Nó thay đổi theo thời gian, đúng không? Sau năm 90 khác mà trước năm 90 nó có tỷ lệ có thay đổi đi. Nhóm dưới 60 với nhóm trên 60 tuổi nó có tỷ lệ cũng thay đổi đi. Đúng không? Ví dụ đây. Sơ hóa cục bộ đây. Nhóm dưới 60 ở cái thập niên 60-70 của thế kỷ trước thì là 15%. Nhưng ở nhóm trên 65 tuổi thì lại có 2% thôi. Và sau này thì đấy, tỷ lệ tăng lên tận 35%. Đúng không? Đấy, thì nói chung là cái thống kê như vậy là mình thấy là gì ạ? Nó rất thay đổi theo từng thời điểm và theo từng cái độ tuổi. Đấy. Thì ở bệnh mai chúng tôi thì sinh thiết rất là nhiều. Chúng tôi sinh thiết rất là nhiều và đây là cái bệnh nhân mà được chẩn đoán là hội chứng thận hư đáp ứng một phần này. Đấy. Sinh thiết được 15 cầu thận thì 14 cầu thận sơ hóa toàn bộ rồi. Đúng không? Cái này là tiên lượng rất là nặng, rất khó điều trị. Đúng không? Cái tỷ lệ ở đây sinh thiết ở bệnh viện mai chúng tôi thì nói chung là rất là thay đổi. Thế nó không phản ánh đúng cái tỷ lệ ở cộng đồng, nhưng mà nói chung là đây tỷ lệ bệnh nhân sinh thiết trong viện này. Đúng không? Hàng đầu vẫn là thay đổi tối thiểu rồi sau đó cục bộ, bệnh thận màng và viêm của thận màng tăng sinh, rồi bệnh thận IgA, đúng không? Đấy, hoặc một bệnh nhân nam 19 tuổi tôi làm sinh thiết thận, chẩn đoán hội chứng thận hư 9 năm điều trị không đều và nó tái phát rất hay tái phát, thì sinh thiết ra này là thay đổi tối thiểu, đúng không? Đấy, thay đổi tối thiểu điều trị cũng rất là khó, không phải là cứ thay đổi tối thiểu là dễ. Thì như vậy cái chỉ định sinh thiết một là giúp cho mình chẩn đoán xác định, và thứ hai để điều trị thay đổi cái điều trị của mình, và ba là tiên lượng, đúng không? Rồi giá trị chẩn đoán của sinh thiết là gì ạ? Ví dụ bệnh thay đổi tối thiểu nó hay gặp ở người lớn, trẻ em hơn người lớn, đúng không? Và tỷ lệ nó cũng đứng hàng thứ ba ở các bệnh thận người lớn, đúng không? Đấy. Rồi bệnh thận màng thế, sinh thiết bệnh thận màng các bạn thấy là rất hay gặp hội chứng thận hư, nói trong cái bảng mà nói tôi đưa các bạn xem, 70% bệnh thận màng xuất hiện hội chứng thận hư, còn 30% là mãi mãi nó không xuất hiện thận hư, nó là viêm của thận thôi, đúng không? Hoặc giá trị tiên lượng, đúng không? Nếu sinh thiết ra bệnh thay đổi tối thiểu các bạn thấy là gì ạ?
nó sẽ gặp 10% không đáp ứng với corticoid. 2/3 bệnh nhân sẽ có tái phát sau khi đã có đáp ứng hoàn toàn. Thậm chí là 25% tái phát thường xuyên. Đấy, thì đấy là cái giá trị tiên lượng. Thì cái này các bạn biết thêm để các bạn đọc tài liệu thì không nhớ được ngay đâu, đúng không? Nhưng cái này là cái sơ đồ tiếp cận chẩn đoán thôi, đúng không? Đầu tiên, khẳng định có hội chứng hay không? Nhờ tiêu chuẩn chẩn đoán. Thứ hai, lượng giá, đánh giá các tìm các nguyên nhân thường gặp. Đúng không? Bước 3, tìm các bệnh lý ít gặp hơn, các bệnh lý tiềm ẩn ít gặp hơn. Đúng không? Và đánh giá biến chứng, bước 4 đánh giá biến chứng. Và sau khi đã đánh giá được hết, mình sẽ tiến hành sinh thiết thận để chẩn đoán xác định. Đây là cái tiếp cận để chẩn đoán cái hội chứng ung thư. Thế thì đấy là tôi đã trình bày xong cái phần chẩn đoán. Chúng ta sẽ nghỉ khoảng 10 phút nhé. Nghỉ 10 phút đến nghỉ 8 phút đến 14 giờ 40 phút thì chúng ta vào. Yeah, bây giờ 10 giờ 32 phút. Chúng ta nghỉ đến 14 giờ 40 phút chúng ta vào bắt đầu phần điều trị nhé. Được chưa? Vâng ạ.
Rồi chúng ta bắt đầu lại nhé. Thưa bạn, câu hỏi là biến chứng nào nguy hiểm, đúng không? Biến chứng nguy hiểm thì nói chung là các bạn thấy là biến chứng tắc mạch, biến chứng nguy hiểm, đúng không? Tắc mạch nhá. Người tắc mạch chi dưới hệ muộn chúng ta có thể tắc mạch phổi có thể chết, đúng không? Người ta biến bệnh não có thể chết, đúng không? Đột quỵ não, tắc mạch vành, tắc mạch thận, tắc mạch mang treo vân vân đều có thể nguy hiểm. Thứ hai là gì? Nhiễm trùng, đúng không? Nhiễm trùng mà điều trị mà không điều trị mà không 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 tốt thì có thể sốc nhiễm khuẩn. Chúng tôi gặp rồi, bệnh nhân điều trị mà không tốt thì sốc nhiễm khuẩn có thể hoàn toàn có thể tử vong, đúng không? Thế rồi anion máu giảm thì có gây có thể gây phù não hay không? Thì thông thường hội chứng hư thì ít, rất ít gặp phù não. Nếu bệnh nhân mà có kèm theo phù não, còn nếu phù não có thể kèm theo gì? Giảm mức keo rồi kèm theo gì ạ? Tăng huyết áp rồi gì ạ? Bị suy tim nặng hoặc là bệnh nhân kèm theo giữ muối nước quá nhiều, chuyện đơn thuần là ăn với máu giảm thì ít khi hay phù não có triệu chứng lắm nhá. Rồi chúng ta bắt đầu cái phần tiếp theo. Thế còn phần về cái điều trị. Vì điều trị thì nói chung là chúng ta có thể có những điều trị triệu chứng, đúng không? Biến chứng và điều trị nguyên nhân. Thì điều trị triệu chứng và điều trị biến chứng tùy theo bệnh nhân. Tùy theo bệnh nhân mình có cái gì, đúng không? Ví dụ điều trị phù thì thường mình cần bệnh nhân một chế độ nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh, đúng không? Ăn giảm muối, giảm nước vào, đúng không? Giảm nhập nước vào. Để bổ sung ăn một keo bằng cái gì ạ? Bằng các liệu pháp mà hỗ trợ, ví dụ chuyển albumin, đúng không? Chuyển albumin, thương mệnh albumin nhé. Nói chung là mình khi nào truyền thì mình sẽ cố gắng truyền khi nào, khi mà albumin máu dưới 20 thì mình nên truyền, hiểu chưa? Thì còn albumin máu mà trên 25 thì không có chỉ định truyền nữa. Đấy. Thì như vậy là nó chỉ là cái liệu pháp điều trị bổ trợ thôi. Bổ trợ thôi. Chứ còn cái ăn máu từ 20 đến 25 thì sao? Tùy theo lâm sàng, hiểu chưa? Nếu phù vẫn còn phù mình có thể truyền, còn albumin máu mà 20 đến 25 mà bệnh nhân không phù thì thôi, có thể không truyền, đúng không? Còn trên 25 thì không có chỉ định truyền nữa. Lợi tiểu thì có thể mình sử dụng lợi tiểu nào cũng được, quai, thiazid, giữ kali, đúng không? Hoặc là phối hợp lợi tiểu. Tuy nhiên nếu bệnh nhân suy thận thì mình nên không nên cho lợi tiểu quai hoặc là tiểu giữ kali nhé. Đang suy cấp hoặc đợt cấp suy mạng hoặc suy nặng ấy, thì mình dùng lợi tiểu quai thôi. Và mình chia liều, chia nhỏ liều ra, đúng không? Rồi theo dõi lâm sàng và cận lâm sàng của cho người bệnh để mình xem cái đáp ứng như thế nào, mình sẽ chỉnh liều. Nói chung về nguyên tắc này, không nên cho bệnh nhân đái quá nhiều và không nên giảm cân quá mức, được chưa? Giảm nửa cân đến một cân một ngày thôi. Khi mình giảm cân quá mức có thể bệnh nhân bị suy giảm thể tích tuần hoàn quá mức sẽ gây tắc mạch và gây suy hiện cấp nặng nề, và có thể là cái hỗ trợ bằng siêu lọc máu. Thì đây là cái chế độ ăn cho bệnh nhân bệnh cầu thận. Các bạn đọc thêm trong cái Cardigo 2021 về bệnh cầu thận nhé. Nhìn chung chế độ giảm muối này, đúng không? Đạm không quá nhiều, tức là không cần quá nhiều đạm. Đấy, thì nếu bệnh nhân có hội chứng hư thì pôn lượng đạm nhập vào cũng như người bình thường thôi. Người bình thường mình ăn 1 gram thì bệnh nhân thận hư cũng ăn không cần quá nhiều. Đấy, 0,8 đến 1 gram một cân đạm một ngày. Và thêm gì? Thêm lượng albumin mất qua nước tiểu, protein mất qua nước tiểu. Ví dụ bệnh nhân này mất 2-3 gram trên 2 giờ thì bổ sung thêm 3 gram, đúng không? Bệnh nhân mà ăn mất 5 gram thì thêm 5 gram, đúng không? Tuy nhiên là người ta khuyên là cũng không cần quá 5 gram nếu mà mất qua nước tiểu. Tức là gì? Bệnh nhân mà đái có mất 10 gram một ngày protein qua nước tiểu thì cũng chỉ cần bổ sung thêm 5 gram thôi. Vì khi mình bổ sung mà cứ quá nhiều thì nó nào cũng có cái tăng gánh nặng cho thận, được chưa? Rồi bệnh nhân có suy thận thì cũng giảm, bắt đầu phải giảm đạm nếu có bệnh nhân nó suy thận nhá. Mặc dù bệnh nhân có hội chứng hư. Đấy. Giảm từ 0,8 đến 0,6 0,6 đến 0,8 gram một cân nặng một ngày. Không nên, người ta khuyên là không nên giảm quá 0,6 gram một cân nặng một ngày. Thì do nguy cơ bị suy dưỡng. Rồi người ta nói gì ạ? Gần đây có những bằng chứng người ta cho thấy là gì ạ? Ăn đạm thực vật
cũng có những cái vai trò rất là tốt. Trước đây thì mình vẫn nói với nhau là gì ạ? Hội chứng thận hư, rồi bệnh thận mãn tính thì ăn protein có giá trị năng lượng cao, tức là đạm từ nguồn gốc động vật. Nhưng gần đây các bạn thấy là gì ạ? Người ta có những cái bằng chứng, người ta cho thấy là gì ạ? Ăn đạm thực vật nó rất là tốt. Đấy, thì nó có nghiên cứu như vậy. Các bạn có thời gian các bạn đọc thêm sau. Và chúng ta có thời gian trao đổi thêm sau nhé. Chú ý đủ năng lượng, 35 kcal một cân nặng một ngày. Còn nếu có suy thận thì giảm bớt một chút về năng lượng vì mình cũng giảm đạm mà, đúng không? Và chú ý một chế độ ăn tốt cho tim mạch. Nói chung là chú ý chế độ ăn cân bằng. Ví dụ là mình hạn chế mỡ, đúng không? Đủ chất béo không no, đúng không? Đấy, đủ chất béo không no hay không bão hòa. Nói chung là đây là cái lưu ý về quản lý phù, điều trị phù cho bệnh nhân thận hư, tức là cái lựa chọn hàng đầu vẫn là lợi tiểu quay. Tuy nhiên có thể mình kết hợp thuốc lợi tiểu như tôi vừa nói, ăn giảm muối. Nếu mà lợi tiểu mà đáp ứng kém hoặc không đáp ứng nguyên điều trị lợi tiểu quay, có thể mình sẽ dùng lợi tiểu khác, ví dụ lợi tiểu thiazid kết hợp lợi tiểu quay với lợi tiểu kháng aldosterone vân vân, đúng không? Đấy. Và chú ý những tác dụng không mong muốn của lợi tiểu gây ra, ví dụ gây hạ natri máu, hạ kali máu, giảm suy giảm mức cầu thận, gây suy thận, người giảm thể tích quá mức, tăng kali máu do lợi tiểu giữ kali, đúng không? Thì cái chiến lược đây người ta cũng nói là các chiến lược về lợi ở bệnh nhân mà có đề kháng lợi tiểu thì có thể mình chuyển lợi tiểu aminorid rồi acetaloramid. Hai lợi tiểu này ở Việt Nam thì cái aminorid thì nó gần như rất khó kiếm. Acetaloramid thì cái lợi tiểu này sử dụng cho bệnh nhân mà tăng nhãn áp thì cũng rất ít sử dụng, đúng không? Thì mình có thể kết hợp với siêu lọc hoặc là lọc máu hỗ trợ. Đấy là cái mà chúng tôi thì bệnh nhân thận hư mà phù to mà không đáp ứng lợi tiểu vẫn thiểu lượng vô niệu, chúng tôi cho bệnh nhân siêu lọc máu hoặc lọc máu. Huyết khối. Đấy, huyết khối thì nói chung là phòng ngừa huyết khối thì chúng ta có thể sử dụng heparin hoặc heparin trong lượng phần thấp. À, xin nói điều trị huyết khối thì sử dụng heparin hoặc heparin trong lượng phần thấp, sau đó thì sử dụng thuốc kháng vitamin K, đúng không? Nếu mà có huyết khối động mạch mà sớm thì có thể lấy huyết khối, đúng không? Điều trị phòng ngừa thì chú ý là gì ạ? Cải thiện các yếu tố nguy cơ, ví dụ tránh để bệnh nhân bất động kéo dài, đúng không? Vận động nhẹ nhàng, bù thể tích, bù tăng áp lực keo, đúng không? Rồi sử dụng heparin nha, hoặc là kháng vitamin K. Nếu có nhiễm trùng thì mình cho kháng sinh, thì cân nhắc giảm liều corticoid hoặc là ức chế miễn dịch đi, đúng không? Đấy, người ta khuyên không cần phải kháng sinh dự phòng nhiễm trùng, có nhiễm trùng thì mình điều trị, còn dự phòng bằng các biện pháp không đặc hiệu, ví dụ vệ sinh chung, đúng không? Chứ còn không cần thiết phải sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng. Dù là lipid máu thì nó tóm lại nó chưa có ý kiến thống nhất, có những ý kiến điều trị thì người ta cho là điều trị sớm bằng thuốc hạ mỡ máu, có những ý kiến điều trị thì người ta cho là không cần điều trị sớm. Thì các tài liệu hiện nay người ta nói là gì ạ? Nếu điều trị hội chứng thận hư kéo dài trên 6 tháng, đúng không? Mà nhất là điều trị không đáp ứng mà vẫn còn rối loạn lipid máu thì người ta cho thuốc, đặc biệt là nhóm statin. Thì statin thì nó điều trị nó hạ được cả cholesterol và triglyceride, đúng không? Còn nếu bệnh nhân mà tăng triglyceride nổi trội rất là rõ thì có thể người ta sử dụng cái nhóm lipantin. Và chế độ ăn giảm mỡ, đúng không? Đấy thì nói chung là đây cái khuyến cáo của Cardigo 2021 về bệnh cầu thận đây. Điều trị chống đông khi nào? Khi bệnh nhân có huyết khối và kéo dài, thời gian kéo dài có thể đến 6 tháng đến 1 năm. Sử dụng nếu mà bệnh nhân có huyết khối động mạch, huyết khối tĩnh mạch, đúng không? Nhồi máu phổi hoặc là bệnh nhân mà rung nhĩ, bệnh nhân thận hư mà có rung nhĩ kèm theo nhé. Điều trị chống đông dự phòng thì khi bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ này, trong cái phần nguy cơ chúng ta nói rồi, albumin máu thấp, đúng không? Rồi kèm theo một trong các điều kiện sau, ví dụ protein niệu trên 10 gram trên một ngày, BMI tức là bệnh nhân có thừa cân béo phì, BMI trên 35 kg trên mét vuông da, có chứng minh là có những cái rối loạn về di truyền gây huyết khối, suy tim, đúng không? NIH 3, NIH 4, gần đây mới có phẫu thuật, đúng không? Mới có phẫu thuật, rồi bệnh nhân bị bất động kéo dài, đó. Gãy chân, gãy tay, bị chấn thương nằm một chỗ vân vân là cái yếu tố nguy cơ cao. Nói chung là khi nào thì chống chỉ định huyết khối. Trong một số trường hợp bệnh nhân không tuân thủ, đúng không? Bệnh nhân có vấn đề về tuân thủ rồi
không chịu uống thuốc, bị chảy máu, bị đang có xuất huyết, đúng không? Rồi bệnh nhân bị ngã, nguy cơ té ngã cao, vân vân, đúng không? Bằng mấy con xuất huyết gần đây. Thì chung là người ta khuyên là gì ạ? Điều trị dự phòng thì chỉ cần heparin, có thể heparin không phân đoạn hoặc heparin trong lượng phân tử thấp. Nói chung là dự phòng bằng kháng viên ca thì đôi khi có những cái rắc rối, mặc dù là có những tài liệu người ta nói là có thể dùng kháng viên ca được. Tuy nhiên dùng kháng viên ca nó tương đối phức tạp, cảm thấy là bệnh nhân dễ bị quá liều và phải trong cái giai đoạn dò liều thì phải thử cái INR tương đối gần, tương đối mau, và không phải cơ sở y tế nào cũng xét nghiệm được INR, đúng không? Còn nếu mà điều trị có huyết khối rồi thì người ta sử dụng heparin và sau đó thì kết hợp với kháng viên ca duy trì INR từ 2 đến 3 nhé. Những thuốc chống đông thế hệ mới thì người ta nói là ở bệnh nhân thận hư thì chưa có nhiều bằng chứng. Thế là nghiên cứu thì nhỏ lẻ, đúng không? Nó không đối chứng. Thâm ra là cái bằng chứng nó chưa quá nhiều. Thâm ra là nó chưa nhiều cái bằng chứng mà cho cái chỉ định cho những thuốc kháng đông thế hệ mới, ví dụ kháng đông thuốc nhóm ức chế yếu tố 10A hoặc là thuốc ức chế trực tiếp thrombin. Như vậy là mình có thể mình sẽ đánh giá trước khi mình cho chống đông, bao giờ mình phải đánh giá nguy cơ huyết, nguy cơ chảy máu. Ví dụ nó có nhiều thang điểm, các bạn có thể sử dụng lượng giá nguy cơ chảy máu, ví dụ có thang điểm HBLED chẳng thế, các bạn tra trên mạng có đấy, đánh giá nguy cơ. Nếu mà nguy cơ chảy máu thấp thì có thể mình cho kháng viên ca, còn nguy cơ chảy máu cao thì có thể người ta sử dụng aspirin, đúng không? Đấy, thì nói chung là được cái sơ đồ tiếp cận như vậy để mình biết thêm nhé. Phòng ngừa nhiễm trùng cho bệnh nhân thận hư thì nói chung là bệnh nhân được khuyên khi mà bệnh nhân điều trị thận hư có ổn định rồi nhé. Còn nếu mà đang điều trị thận hư mà liều corticoid liều tấn công và ức chế miễn dịch liều tấn công liều cao thì người ta không khuyên tiêm vaccine, đúng không? Cũng như là bệnh nhân covid này, ta thấy là liều sử dụng ức chế miễn dịch quá mạnh thì người ta khuyên là có thể tạm thời chỉ định tạm thời trì hoãn cái chỉ định tiêm vaccine, đúng không? Vì rõ ràng là tiêm vào thì cái hiệu giá kháng thể nó sẽ đáp ứng kháng thể nó sẽ sinh kháng thể rất là thấp. Thì nói chung là nếu bệnh nhân điều trị tương đối ổn định rồi có thể cho bệnh nhân tiêm vaccine phòng phế cầu này, cúm mùa, rồi FS Rotor tức là phòng zona đấy. Trong các theo dõi bệnh nhân thì chú ý sàng lọc để làm sao biết bệnh nhân có bị nhiễm lao, viêm gan B, C, HIV giang mai nhé. Thì bệnh nhân nguy cơ cao bị nhiễm trùng mà, đúng không? Bệnh nhân ở vùng nhiệt đới như Việt Nam này thì chú ý tìm run lươn, nhất là bệnh nhân này có công thức máu có tăng bạch cầu axit thay bạch cầu toan và xét nghiệm IgE huyết thanh nó tăng lên. Chúng tôi tìm được khá nhiều bệnh nhân nhiễm run lươn, khoa thận chúng tôi ấy, gặp rất là nhiều. Bệnh nhân vào một là có thận hư cần tìm nguyên nhân, hai là bệnh nhân có tăng bạch cầu toan, chúng tôi xét nghiệm run lươn dương tính rất là nhiều. Sau đó tẩy run lươn cho bệnh nhân. Tôi vẫn nhớ tôi có một cái bệnh nhân, một cái anh này, anh 42 tuổi, là bác sĩ ở Nghệ An, bác sĩ chuyên về sốt rét ký sinh trùng ở Nghệ An, tên là gì quên rồi, mất phải 3 năm rồi tôi quên mất tên. Bệnh nhân này bị thận, anh này anh có một cái thận móng ngựa ở cái bệnh viện sốt rét ký sinh trùng ở trong Nghệ An, anh bị có một cái thận móng ngựa, thế nên có lần anh bị phù. Phù thì đến phòng khám ở bệnh viện Mai thì các bác thấy xét nghiệm có một cái hội chứng thận hư. Thế là có protein niệu gam định lượng là cao này, rồi ăn máu giảm vân vân, chẩn đoán hội chứng thận hư. Thế cho corticoid liều tấn công. Anh ấy uống được 10 ngày thì phù càng ngày càng nặng lên. Phù càng ngày càng nặng, rồi sau đó thì xuất hiện khó thở. Vào viện rất là nặng, khó thở, ho máu, rồi xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu nặng phải truyền máu vân vân, rất là nặng. Thế sau đó thì anh chuyển sang giường của tôi, anh chuyển sang rồi cái phòng tự nguyện. Anh biết là phải sàng lọc rất là nhiều thứ, phải chuyển máu, phải chạy thận cho anh, rồi phải kháng sinh. Sau đó tôi làm một loạt ký sinh trùng thì phát hiện ra các anh có run lươn. Hội chẩn truyền nhiễm thì cho thuốc điều trị run lươn là ivermectin 2 tuần. Anh biết là điều trị một tuần anh hết phù, lái được hết phù, không phải lọc máu, chức năng thận về bình thường luôn. Rất là kỳ diệu. Đã. Từ một chỗ là nằm thở oxy mát túi, rồi ho máu vì viêm phổi nặng. Run lươn nó tổn thương, có thể run lươn nhiễm run lươn trên phổi nữa mà. Đã. Rồi cơ chế dị ứng nó tổn thương rất là nặng. Ho máu, viêm phổi nặng, ho máu, xuất tiêu hóa, chuyển máu, rồi lọc máu cấp cứu.
thở oxy mắt túi, chưa phải thở máy đúng không? Nhưng mà rất là nặng. Tẩy run lươn được một tuần, tức là cho ivermectin một tuần, anh hết phù đái tốt, hết suy thận, viêm phổi cũng ổn, thế là ra viện rất là happy. À, bác sĩ kính trùng nhận run lươn, tôi vẫn nhớ, tự nhiên quên ra anh tên anh rồi. Thế sau anh có khám lại lần sau, anh lên khám tái khám lại thì anh không gặp tôi, anh khám cô An Thủy, anh cô An Thủy có khám cho mấy lần, thì sau đó thì đề nghị anh về Nghệ An theo dõi Nghệ An. À, nhưng mà không tin câu chuyện đó thì có thể gặp cô An Thủy. Cô kể cho câu chuyện, bệnh nhân rất hay. Đó. Tôi vẫn nhớ là bệnh nhân nằm cái phòng trong cái phòng 56 á, tôi đi giảng bài cho sinh viên. Nằm bệnh án này anh, tôi bảo chết bệnh nhân nặng ấy. Và nặng kinh khủng khiếp. Sau chuyển sang cái phòng 510, phòng giường tư nguyện của tôi thì thế là mới tìm đào bới, sau đó phải run lươn. Điều trị run lươn thế là hết luôn cái tổn thương thận hư, hết luôn suy thận. Thế là hay. Thế là tôi hoặc là khoa chúng tôi gặp nhiều run lươn á, chúng tôi rất có cái nhiều cái không phải rất nhiều, cũng có những cái kinh nghiệm về cái điều trị run lươn hoặc tìm run lươn. Thế nếu bệnh nhân mà điều trị có cái kéo dài, liều cao hoặc là thuốc ức chế miễn dịch khác mà liều cao thì chú ý dự phòng bằng TM bằng Bisatone ấy, thì Trimetoprim và Sulfamethoxazone nhá, thì dự phải dự phòng cái này. Có ai biết tại sao phải cho cái Bisatone này không? Các bạn nào biết phải cho tại sao phải cho Bisatone không? Nào có ai biết không? Bùi Thị Bích gì đây này? Các bạn chả không bật cam thế nên xì xì, chả biết ai về. Bùi Thị Bích gì đây? À, Bùi Thị Minh Ngọc à? Có đây không? Tại sao phải cho cái này có biết không? Thưa thầy lại không biết ạ. Có ai biết không? Có phải dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu không? Nhiễm khuẩn gì? Không phải, nhiễm khuẩn tiết niệu thì tại sao trong lúc nãy trong cái phần trước về phòng những người bên cố nhiễm trùng thì tôi nói là không cần phải điều trị dự phòng nhiễm trùng, nhưng bây giờ lại nói cái dự phòng cái này. Cái này cái kháng sinh nó rất đơn giản mà bây giờ ít sử dụng đúng không, nhưng mà vẫn còn tác dụng, nó rất còn hay lắm. Chúng tôi bệnh nhân ghép thận này vào vẫn còn phải điều trị cái này. Điều trị một nhiễm mũi con rất đặc biệt, đó là pneumocystis carinii hay pneumocystis zivovesi đúng không? Đó là một cái con nhiễm trùng rất đặc biệt ở bệnh nhân mà giảm miễn dịch. Nhưng mà các bạn đi học thử nhiễm còn sẽ thấy bệnh nhân HIV rất hay bị cái nhiễm cái con này. Đúng không? Thực ra cái phác đồ điều trị dự phòng cái bệnh nhân mà ghép thận của chúng tôi ấy, chúng tôi sau ghép thận chúng tôi phải kéo dài 3 tháng thậm chí đến 6 tháng điều trị cái Bisatone này kéo dài. 3 tháng 6 tháng sau ghép. Tức là cái giai đoạn mà nó rất dễ bị nhiễm cái con virus đó, à, cái con vi khuẩn nó rất đặc biệt đó. Đó. Nhá, thì các bạn đọc thêm nhé. À, các bạn tra viêm phổi do pneumocystis carinii được, hoặc gọi là PCP đấy, tức là pneumocystis carinii pneumonia, tức là viêm phổi do con pneumocystis carinii nhé. Nói chung nếu bệnh nhân có tăng huyết áp thì cố gắng duy trì thuốc hạ áp. Huyết áp theo mục tiêu thì cố gắng là giảm dưới 130/80. Nếu con có thể duy trì 120/130/70/80 nhé. Không để cao quá, không để thấp quá, được chưa? Ưu tiên nước chế men chuyển hoặc chạy cơ thể sẽ giúp bảo vệ thận, đúng không? Các điều trị bảo vệ thận bằng cái gì? Kiểm soát huyết áp tốt theo mục tiêu, cố gắng điều trị để protein niệu thấp, âm tính càng tốt mà không qua cố gắng dưới 0.5 gram/24 giờ, đúng không? Rối loạn dinh dưỡng thì đấy, chế độ ăn phải đảm bảo đủ năng lượng, nói chung là cứ đừng để bệnh nhân thiếu dinh dưỡng nhé. Bệnh nhân có thể bị giảm canxi máu thì mình có thể bổ sung canxi máu, xin lỗi, bổ nâng canxi máu bằng chế độ ăn, rồi bổ sung canxi và vitamin D nếu cần thiết, đúng không? Điều trị corticoid liều cao thì mình có thể cho thuốc kháng ức chế bơm photon để phòng loét dạ dày. Đây là những cái điều trị mà thông thường chúng tôi hay thực hành hàng ngày. Còn điều trị nguyên nhân, nếu hội chứng thận hư thứ phát thì mình phải điều trị bệnh nguyên nhân của hội chứng thận hư. Đó là gì? Điều trị tốt đái tháo đường, điều trị ung thư, điều trị nhiễm trùng, điều trị bệnh tự miễn, đúng không? Vân vân. Đấy. Còn nếu bệnh nhân mà hội chứng thận hư nguyên phát thì gì ạ?
chúng ta đưa nguyên pháp thì về nguyên tắc mình sẽ điều trị theo thể sinh lý thận, tức là sinh lý thận ra loại gì thì mình sẽ điều trị theo thể sinh thiết nhé. Còn nếu không sinh thiết được thì mình điều trị theo gì, theo kiểu gọi là dò dẫm kinh nghiệm thôi, hoặc là các bạn có thể áp dụng cái phác đồ điều trị hội chứng thận hư do bệnh thay đổi tối thiểu và cũng được. Thì điều trị hội chứng thận hư nguyên phát thì nó có hai nhóm thuốc, một là điều trị bằng corticoid và hai là các thuốc ức chế miễn dịch. Thì nói chung về mặt nguyên tắc nhìn chung ấy, thì corticoid được gọi là cái lựa chọn đầu tiên hay cái lựa chọn xương sống cho cái hội chứng thận hư nguyên phát, đúng không? Nó thông thường hay sử dụng đường uống nhiều hơn, đúng không? Hay sử dụng đường uống, nó rất nhiều thuốc, ví dụ prednisolone này, prednisone này, hoặc là methylprednisolone, đúng không? Ít khi đường tiêm lắm, thường đường uống là đủ. Còn thuốc ức chế miễn dịch khi nào? Khi mà có chống chỉ định với corticoid hoặc khi điều trị corticoid bị tác dụng không mong muốn phải sử dụng, phải ngừng sử dụng. Hoặc ức chế thận hư mà điều trị corticoid mà nó không có đáp ứng hoặc tái phát thường xuyên. Thế thì corticoid thì các bạn cái hướng dẫn các bạn biết rồi, là liều 1mg một cân nặng một ngày. Nhá. Không quá 80mg một ngày. Đấy. Tức là liều của cái gì ạ? Liều của prednisone hoặc prednisolone. Nhá. Còn nếu bệnh nhân mà sử dụng cái meron, như sử dụng meron thì các bạn phải quy đổi liều ra. Tức là gì ạ? 4mg meron, tức là 4mg methylprednisolone bằng 5mg prednisolone. À, nhớ. Ví dụ cái bệnh nhân mà tôi kể với bạn, cái bạn mà ở Phú Thọ, cho 4 viên meron 16mg, tức là 48, à xin lỗi, 4 nhân 16 là 64mg meron sẽ bằng 80mg prednisolone, tức là liều cái giá trị liều cái giới hạn tối đa mà cho bệnh nhân mà không cần thiết phải sử dụng như vậy. Đúng không? Bệnh nhân 70 80 cân cũng chỉ dùng 80 là tối đa thôi. Đúng không? 80 cân, kể cả bệnh nhân có 100 cân nữa cũng dùng tối đa 80mg, không nên dùng liều cao quá. Đôi khi nhiều bệnh viện, nhiều bác sĩ cho liều cao quá. Đúng không? Cho 4 viên, 6 viên meron 16mg, tức là quá liều. Đấy. Còn liều 2mg một cân nặng thì người ta cho cách ngày. Nhá, các bạn nhớ không? 1mg thì cho hàng ngày, còn 2mg thì cho cách ngày. Đấy ạ. Cái thời gian tấn công nó tùy thuộc. Ví dụ may thay đổi tối thiểu thì có thể là 4 tuần, 8 tuần. Có thể 16 tuần. Hoặc sơ của bộ người ta quy định thời gian tấn công có thể đến 3 đến 4 tháng. Đúng không? Cho nên nếu có đáp ứng thì mình sẽ chuyển sang liều củng cố, giảm xuống liều củng cố. Thì đây là cái thuốc điều trị corticoid này, nó rất nhiều loại, đúng không? Prednisolone đây, 5mg, đúng không? Cotaxin, prednisone, 5mg, 20mg hoặc meron. Các bạn nhớ sử dụng meron các bạn phải quy đổi liều ra nhé. Thì đánh giá đáp ứng thì nói chung là gì ạ? Đây là cái đánh giá đáp ứng dành cho bệnh thay đổi tối thiểu, đúng không? Người ta thấy là gì ạ? Đáp ứng hoàn toàn là gì? Là protein niệu giảm dưới 0,73 dưới 0,3 gram trên 24 giờ, nhé. Mà chức năng thận thì ổn định và albumin máu phải lên trên 35 gram trên lít. Được chưa? Đấy. Thế là gì ạ? Sau thời gian điều trị tấn công bằng corticoid thì protein niệu phải dưới 0,3 gram trên 24 giờ. Còn đáp ứng một phần hay đáp ứng không hoàn toàn là gì? Là sau thời gian điều trị tấn công protein niệu vẫn dưới trên 0,3 gram trên 24 giờ nhưng mà không có ở dưới mức thận hư, được chưa? Là giảm trên 50% so với cái giá trị trước khi điều trị. Đấy. Tái phát là gì? Tái phát là protein xuất hiện lại đạm niệu sau khi đã có đáp ứng hoàn toàn. Nhá. Còn kháng corticoid là gì? Là sau cái điều trị gì ạ? Trên 16 tuần không có đáp ứng. Được chưa? Sau thời gian điều trị trên 16 tuần mà không có đáp ứng thì người ta gọi là kháng corticoid. Tái phát thường xuyên. Đấy. Tái phát thường xuyên là gì? Là chuyện trên 2 lần tái phát trong vòng 6 tháng. Đúng không? Và trên 4 lần tái phát trong vòng 12 tháng. Đó. Trên 1 năm tái phát trên 4 lần người ta gọi là tái phát thường xuyên. Còn hội chứng thận hư thay đổi, hội chứng thận hư mà phụ thuộc corticoid tức là gì?
trong vòng 2 tuần sau khi mình dừng corticoid thì lại xuất hiện lại đàm niệm nhé, 14 ngày. Thế sau khi có đáp ứng hoàn toàn rồi, sau khi đáp ứng hoàn toàn rồi mà mình dừng hoặc là mình giảm liều corticoid mà lại xuất hiện lại đàm niệm, người ta gọi là gì? Là phụ thuộc. Còn trên 2 tuần hay trên 14 ngày thì người ta nghĩ đến khả năng tái phát nhiều hơn, được chưa? Thế còn cái thuốc chống miễn dịch thì nó có, hiện nay thị trường Việt Nam có cái gì? Meron thì có tí thì nó rất là phổ biến rồi. Còn các thuốc khác thì nó tùy theo. Ví dụ Cyclophosphamide thì đợt này thị trường Việt Nam cũng không có, bị hết hàng rồi. Mình có cái gì? Có Cyclosporina tức là Neroran, đúng không? Có Mycophenolate, Celcept, Mifoctic, có Tacrolimus, đúng không? Có Azathioprine, rồi có Rituximab. Đấy. Chỉ những thuốc mà hiện nay thị trường Việt Nam mình có. Cyclophosphamide thì trước nay hồi trước Việt Nam rất là sẵn, nhưng bây giờ thì nó 2 năm gần đây là không có hàng để sử dụng nữa. Đấy, ví dụ đây Andosan này, viên 50mg, Imuran viên 50mg. Cronambucin thì nói chung là Cronambucin thì mình cũng ít khi chỉ định nát, ít khi chỉ định. Mặc dù trong cái hướng dẫn nó có, mua thực tế cũng khó. Andosan đường truyền tĩnh mạch. Đấy, hoặc là được truyền tĩnh mạch. Mycophenolate thì nó có hai loại, là cái loại viên Mofalti, mycophenolate Mofalti và mycophenolate acid, đấy. Viên Mifoctic và viên Celcept nhé. Thuốc ức chế cancerin thì mình có Neoran và có Tacrolimus hoặc là Advarat. Thì thuốc này trong điều trị ghép tạng này, chống thải ghép. Nói chung là các thuốc đều có cái tác dụng không mong muốn, đúng không? Tùy theo loại thuốc. Nói như vậy để mình biết là gì ạ? Mình biết là bệnh nhân này sử dụng thuốc gì thì tôi phải chú ý các thuốc, các tác dụng không mong muốn của thuốc đó. Có hiểu không ạ? Bệnh nhân đang sử dụng thuốc corticoid thì mình phải chú ý các tác dụng không mong muốn của corticoid, đúng không? Còn bệnh nhân đang sử dụng gì ạ? Imuran thì tôi phải biết là tác dụng phụ của Imuran là gì để tôi chú ý cho người bệnh, đúng không? Thì mình phải, cái này phải gọi là phải học, mình nhớ nhé, đúng không? Bệnh nhân đến với mình đang sử dụng Celcept, mình phải biết là sử dụng Celcept cần phải theo dõi cái gì, đúng không? Bệnh nhân muốn đến với mình đang sử dụng Cyclosporine tức là Neoran, mình phải biết là Neoran tác dụng phụ là gì, mình phải chú ý cái gì. Thế đôi khi bệnh nhân có thể ngoài cái chuyện mà lọc máu hỗ trợ, đúng không? Siêu lọc máu để rút nước thì có thể một số bệnh nhân có huyết tương hư được chỉ định thay huyết tương hoặc lọc huyết tương. Thế nên là các bạn về phải đọc xem là thay huyết tương hoặc lọc huyết tương là gì. Tôi không có thời gian để nói ở đây. Đây cái máy huyết thay huyết tương, máy lọc huyết tương ở khoa chúng tôi đây. Đây là mình máy lọc huyết tương. Thì ở khoa chúng tôi có cả máy thay huyết tương và lọc huyết tương. Chúng tôi có mấy cái máy. Khi nào mà thay hoặc lọc huyết tương cho bệnh nhân hội chứng hư? À, thì không phải tất cả các trường hợp. Khi người ta chẩn đoán, người ta nghĩ đến là hội chứng thận hư này do viêm gan B hoặc viêm gan C, đúng không? Viêm thận lupus tiến triển, viêm mạch ăn ca mà có chảy máu phế nang hoặc có suy thận tiến triển, đúng không? Bệnh kháng thể kháng màng đáy cầu thận, đấy. Thì vân vân, thì nói chung là các bệnh tự miễn dịch, có yếu tố miễn dịch, thì người ta chỉ định thay huyết tương, nhé. Là nó còn tùy thuộc vào cơ sở y tế có hay không, đúng không? Bên bệnh viện tỉnh, nhiều bệnh viện tỉnh không có phương pháp này thì chịu rồi. Thì nói chung là muốn điều trị mà nó hiệu quả thì phải chuyển đến khoa chúng tôi, đúng không? Vân vân, tùy theo cái cơ sở y tế. Thế tôi giới thiệu thêm một chút để các bạn đọc thêm. Thì Carigo là cái tổ chức gọi là cải thiện chất lượng hay là cái kết cục bệnh thận toàn cầu. Thì người ta có rất nhiều cái hướng dẫn. Đấy, thì các bạn có thể đọc, các bạn tra Carigo trên cái trang web kidney.org thì các bạn có, người ta có cho tài liệu miễn phí, các bạn đọc, tải về đọc. Ví dụ bệnh cầu thận thì người ta có cái khuyến cáo về bệnh cầu thận. Trong đấy có các khuyến cáo về bệnh cầu thận. Ví dụ khuyến cáo năm 2012 về bệnh cầu thận này thì chúng tôi vẫn theo này, đúng không? Cái khuyến cáo của Carigo thì mục đích để làm gì? Để giúp cho những cái người thực hành lâm sàng như bác sĩ chúng ta,
biết, hiểu và thực hành tốt hơn, đúng không? Dựa trên cái bằng chứng, thậm chí là những cái bằng chứng chưa đủ, đúng không? Cái gọi là những cái mức độ còn thiếu bằng chứng để mà thực hành nó được tốt hơn, đúng không? Cái này bằng chứng chưa được, cái bằng chứng rõ, cái bằng chứng tốt, cái kia bằng chứng không tốt, vân vân, để mình có lựa chọn cho người bạn, đúng không? Ví dụ đây cái Caligo 2012 đây, thì trong này nó có rất nhiều loại, ví dụ có hội chứng thầy thận hư ở trẻ em, bệnh thay đổi tối thiểu ở người lớn, sơ hóa cục bộ, bệnh thận màng, viêm của thận màng tăng sinh, viêm của thận liên quan đến nhiễm trùng, bệnh thận IgA, viêm mạch Sonnenhof hay viêm mạch dị ứng, lupus, đúng không? Rồi viêm của thận hoại tử dạng ổ giảm miễn dịch, vân, đúng không? Bệnh kháng màng đáy, vân vân, rất nhiều loại. Thì chúng tôi phải tra ra trong này. Khi sinh thiết thận, khi sinh thiết thận cho bệnh nhân được chẩn đoán loại gì, thì chúng ta sẽ tra ra rằng bệnh này nên điều trị phác đồ như thế nào. Nếu không sinh thiết được, đúng không? Nếu không sinh thiết được thì đành phải gì? Thì đành phải lựa chọn điều trị chung thôi, cái phác đồ điều trị chung cho bệnh nhân mà không sinh thiết được, đúng không? Nói chung là sinh thiết được thì nó sẽ giúp cho cái lựa chọn điều trị của mình nó chính xác hơn. Đúng không? Tôi vẫn nói với bệnh nhân và giải thích với bệnh nhân người nhà ấy, nói chung là gì? Sinh thiết được thì chúng ta giống như là mình nấu ăn, mình có công thức, đúng không? Tôi chưa nấu ăn cái món này bao giờ, tôi có công thức thì mình nó sẽ dễ thành công hơn. Vì tôi chưa nấu ăn, tôi không có công thức nữa, dò dẫm rất là nhiều lúc rất là khó, đúng không? Còn tất nhiên thành công hay không là câu chuyện khác, đúng không? Khi chúng ta nhiều bạn nấu ăn quen, nấu một món mới không có sách vở cũng có khi vẫn thành công, đúng không? Nhiều bạn nấu ăn không quen mà lại có sách vở rồi, có hướng dẫn rồi, nấu ăn vẫn thất bại như thường, đúng không? Thế chung là nếu sinh thiết được, có sách vở trong tay, chúng ta sẽ cái cơ hội thành công nó cao hơn, đúng không? Để đến câu chuyện mà sinh thiết, trong các hướng dẫn quốc tế thì bao giờ người ta phải điều trị theo thể tổn thương là gì? Chứ không có một cái điều trị chung. Điều chung chỉ ở Việt Nam chúng ta thì không có điều kiện sinh thiết hết, thì chúng ta mới điều trị chung chung thôi. Cố gắng là sinh thiết được thận thì là tốt nhất, còn tuy nhiên ở Việt Nam thì khó khăn là gì? Là không phải bệnh viện nào cũng sinh thiết được thận, đâm ra nó cái đấy là cái khó khăn trong công tác mà chẩn đoán điều trị bệnh cầu thận cũng như là hội chứng thận hư, đúng không? Ví dụ đây là cái điều trị cho hội chứng thận hư thay đổi tối thiểu ở cái khuyến cáo 2012 đây. Đấy, điều trị ban đầu cho bệnh thay đổi tối thiểu là gì? Đúng không? Trong trường hợp mà bị chống chỉ định hoặc là không dung nạp có tí thì sử dụng cái gì? Đúng không? Tái phát không thường xuyên thì điều trị như nào? Tái phát thường xuyên hoặc phụ thuộc có tí thì điều trị như nào? Thì trong này nó có hướng dẫn hết. Đúng không? Nó là tiếng Anh, các bạn thì phải tra tiếng Anh thôi, đúng không? Đọc tiếng Anh là không có bản tiếng Việt. Năm nay thì 2021 thì nó có một khuyến cáo mới nhất mới ra về bệnh cầu thận. Đúng không? Thì nó tôi thấy tôi cũng chưa có thời gian này mình đọc rất kỹ, mình đang đọc dần thôi. Nói chung là nó cái khuyến cáo năm nay nó rất là có nhiều cái rất là hay. Thực hành nó rất là tốt và nó cũng rất là tương đối ngắn gọn và tức là mình không nói là trình bày đẹp, đúng không? Nhưng mà cái nội dung nó rất là ngắn gọn và nó rất thiết thực. Ví dụ đây, cái khuyến cáo đây, nó có ví dụ điều trị ban đầu với bệnh thay đổi tối thiểu người lớn là gì? Corticoid. Nếu không có chống chỉ định với corticoid, đúng không? Bệnh nhân không bị tăng huyết áp quá mức, không bị đang bị loét dạ dày chảy máu, đúng không? Không bị tăng nhãn áp, không bị đái tháo đường, vân vân, thì mình có thể dùng corticoid. Còn trường hợp mà chống định với corticoid thì người ta sử dụng cái gì? Các thuốc mà lúc nãy tôi trình bày cho các bạn, đúng không? Cyclophosphamide, ức chế kênh canxerin, MMF hoặc MPA, đúng không? Hoặc là rituximab, vân vân. Đấy. Thời gian tấn công không quá 16 tuần. Đấy là hôm nay tôi đã trình bày các bạn rồi. Còn nếu mà bị tái phát thường xuyên hoặc phụ thuộc corticoid thì sử dụng cái gì? Đấy, nếu chưa sử dụng cyclophosphamide thì cho cyclophosphamide. Còn nếu mà sử dụng cyclophosphamide rồi, đúng không? Hoặc bệnh nhân mà cần phải tránh cyclophosphamide thì cho rituximab, cho ức chế kênh canxerin, cho MMF hoặc MPA vân vân, đúng không? Hoặc như ở Việt Nam bây giờ không có cái này thì phải cho thuốc này, đúng không? Thì đấy là cái mà tôi nói thêm các bạn, mình có thời gian các bạn đọc thêm cái hướng dẫn nhé. Thì cái đó là các bạn tra cho nó trong miễn phí. Vấn đề mình phải đọc là nó có tiếng Anh, thành ra là có bạn đọc được các bạn sẽ khó khăn hơn, nhưng mình có thời gian mình sẽ đọc thêm. Như vậy hội chứng thận hư nó là một cái hội chứng lâm sàng và sinh hóa, đúng không? Do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, và nó một cái vấn đề nó rất hay gặp trong bệnh thận, nó rất hay gặp và rất quan trọng,
Đúng không? Tỷ lệ gặp nó rất khá là cao. Nguyên nhân rất là đa dạng, mình đâm ra cái chẩn đoán mình phải rất sức là gì ạ? Cẩn thận tỉ mỉ để tìm nguyên nhân. Đúng không? Khi mình đặt một cái bút vào hội chứng nhân hư nguyên phát không phải dễ này. Đúng không? Mình đã tìm kiếm các nguyên nhân thứ phát hết chưa? Đúng không? Còn với hội chứng nhân hư nguyên phát thì điều trị bằng corticoid và ức chế miễn dịch. Đúng không? Thì có thể là phục hồi hoàn toàn hoặc đau một phần, thậm chí là kháng điều trị, đúng không? Và hiệu quả thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố, chẩn đoán có tốt hay không, đúng không? Lựa chọn phác đồ thuốc như thế nào? Đó. Loại sinh tổn thương cầu thận đó là loại gì? Nhá. Và nói chung là điều trị làm sao để protein niệu càng thấp càng ngon lợi, đúng không? Âm tính được là tốt, mong có thì càng thấp càng ngon lợi. Và mục tiêu để cố gắng là gì ạ? Hạn chế biến chứng và tiến triển đến suy thận, đúng không? Tránh để bệnh nhân tiến triển đến suy thận. Thế ra cái vai trò bác sĩ nội khoa, nội thận rất quan trọng, điều tra về nguyên nhân, chẩn đoán nguyên nhân, chính xác thận, đúng không? Lựa chọn phác đồ điều trị hợp lý. Đây là rất là khó. Thế nên chúng tôi điều trị bệnh nhân thận hư rất là nhiều, không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào cả. Muôn hình vạn trạng. Có bệnh nhân đáp ứng tốt, có bệnh nhân không đáp ứng, rất đau đầu, đúng không? Thế ra là mình phải xem, đúng không? Cái chẩn đoán mình nó có tốt chưa? Điều trị cái phác đồ nó có hợp lý hay chưa? Đúng không? Đấy là cái vấn đề của bệnh cầu thận nhé. Thì nói chung là cái bệnh cầu thận hội chứng hư này thì nó cũng tương đối phức tạp, nói như vậy, nhưng mà thực ra thực hành nó tương đối phức tạp. Nhưng cá nhân chúng tôi là bác sĩ chuyên khoa thận, điều trị nó cũng rất là không phải là dễ đâu, rất khó, nhiều bệnh nhân rất khó, đúng không? Thật ra là đấy, sáng nay tôi vừa cho một cái cậu thanh niên 37 tuổi vào viện. Điều trị phát hiện thận hư 6 tháng rồi, nhưng điều trị 3 phác đồ rồi. Corticoid đều tấn công rồi. Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa điều trị corticoid đều tấn công rồi, nên đây bác sĩ trên này cho corticoid cộng với Neuran rồi, không ăn thua. 3 tháng Neuran không thua. Hơn 1 tháng rưỡi này cho Neuran Meron cộng với Salcept rồi. Hôm nay khám lại thì vô rượu vẫn gần 2 gram trên 2, gần 2 gram trên lít. Tôi bảo thôi cho vào viện để sinh tiết thận. Sáng nay vừa cho vào. Đấy, thì nói chung là xin được mình xem nó tổn thương loại gì, đúng không? Và mình sử dụng cái phác đồ theo hướng dẫn là gì, đúng không? Tra sách vở ra xem là sinh ra bệnh này sơ hóa cục bộ thì sinh sơ hóa được cục bộ điều trị như nào. Và rõ ràng điều trị sơ hóa cục bộ nó sẽ khác với điều trị bệnh nhân mà, nó khác với điều trị thay đổi tối thiểu, đúng không? Nó khác với điều trị IGA, vân vân. Đấy là cái mà cái quan trọng của sinh thiết thật, đúng không? Thì bài lý thuyết đến đây là hết. Thì các bạn có vấn đề gì cần trao đổi không về cái nội dung đầu tiên này không? Các bạn có cần trao đổi gì không? Chúng ta nghỉ giải lao một phút trước khi mà bắt đầu bài mới. Thì bài mới chúng ta sẽ học một lượt như thế. Cái bệnh viêm thận sau liên cầu thì nói chung là xếp vào nhóm thứ phát nhé. Nhiễm nó sau nhiễm trùng mà. Nó sau nhiễm trùng thì nói chung là nó xếp vào nhóm thứ phát. Đó. Liên cầu, nhiễm khuẩn, rồi viêm gan virus B, viêm gan C, HIV. Thì nhiễm liên cầu thì nó hay gặp hội chứng cầu thận cấp hơn. Rất hiếm gặp hội chứng thận hư. Hội chứng cầu thận cấp và suy thận cấp. Thậm chí là viêm cầu thận tiến triển nhanh, được chưa? Nói chung là cái về thuốc hạ mỡ máu thì nói chung là nó chưa có một cái thống nhất, cái guideline thống nhất, đương nhiên nó khó, đúng không? Nó quan điểm cá nhân mỗi người một kiểu, nó chưa có một quan điểm thống nhất là chúng ta theo như thế nào. Thế thông thường vào mình phải đánh giá rối loạn lipid máu mà có yếu tố nguy cơ tim mạch khác như thế nào. Ví dụ bệnh nhân vào mà cao tuổi, đúng không? Có kèm tăng huyết áp, có kèm đái tháo đường, rối loạn lipid máu thận hư tôi điều trị luôn hạ mỡ máu luôn. Nhưng bệnh nhân trẻ tuổi mà không có rối loạn lipid máu, mà không có tăng huyết áp, không có đái đường, không có yếu tố nguy cơ tim mạch khác, chúng tôi có thể từ từ, đúng không? Nó phụ thuộc cái bệnh nhân của mình yếu tố nguy cơ tim mạch thế nào. Còn nãy tôi trình bày trong lý thuyết ấy, thì người ta có thể khuyên là gì ạ? Điều trị 6 tháng hội chứng hư mà vẫn còn rối loạn thì ta điều trị, được chưa? Hoặc có những bệnh nhân vào lipid máu rất là cao, cholesterol 10 mười mấy LD. Nào đây là cholesterol cao 8, 9, 10, chúng tôi có thể cho luôn corticoid luôn. Đó.
Chứ còn cái bệnh cơ chế phù nữa, tôi nói rồi, nó kết hợp cả giảm albumin và giữ muối nước nhé. Ban đầu là giảm albumin gây giảm nước keo, và thứ hai là các cơ chế gây giữ muối dưới nước. Đúng không? Trong sinh bệnh các bạn học rồi. Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu hay bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu hay bệnh thay đổi tối thiểu cầu thận thì có thể nguyên phát hoặc thứ phát, được chưa? Nên mình xin tiết ra, mình biết là cái này thay đổi tối thiểu mà mình không điều tra nguyên nhân thì có thể bệnh thay đổi tối thiểu thứ phát. Ví dụ rất nhiều nguyên nhân gây bệnh thay đổi tối thiểu, viêm gan B nó gây bệnh thay đổi tối thiểu chẳng như vậy, đúng không? Điều trị tấn công thường cần 4 đến 8 tuần. Tại sao 4 tuần? Tại sao 8 tuần? Người ta khuyên là điều trị tấn công nên đủ 4 tuần. Ví dụ 2 tuần mà có đáp ứng, 3 tuần có đáp ứng thì người ta khuyên là nên đủ 4 tuần. Hiểu không? Nếu 4 tuần mà có đáp ứng rồi, mình có thể thời điểm 4 tuần có đáp ứng thì các bạn cũng tôi đã trình bày rồi, thì người ta khuyên điều trị tấn công thêm 2 tuần nữa sau đó mới giảm liều. Tức là mình không nên giảm liều ngay. Còn điều trị đến 8 tuần có đáp ứng rồi thì người ta khuyên có thể điều trị thêm 2 tuần nữa. Đúng không? Duy trì thêm 2 tuần nữa tấn công cho giảm liều nhé. Anh hiểu không ạ? Còn trước 4 tuần mà có đáp ứng thì cố gắng mình duy trì thêm thời gian nữa. Đúng không? Còn gì ạ? Không phải có tiếp 4 tuần, tiếp 8 tuần đâu ạ. Điều trị tấn công thông thường là 4 đến 8 tuần. Còn có những thời điểm, có những cái loại thì người ta yêu cầu phải 3 đến 4 tháng. Đúng không? Bạn nhớ chắc là nghe không rõ. Sơ hóa cục bộ có thể điều trị tấn công đến tận 16 tuần. Bệnh thay đổi tối thiểu điều trị 4 đến 8 tuần có thể đến 16 tuần. Được chưa? Nhạ. Có những thể bệnh người ta khuyên điều trị nên đến 16 tuần nhá, cần đến 16 tuần, nhưng có thể bệnh ngữ thay đổi tối thiểu người ta khuyên có thể đến 16 tuần, được chưa? Rồi có bạn nào hỏi được không? Bây giờ là 15 giờ 23 phút, nghỉ 10 phút nhá, nghỉ 10 phút chúng ta bắt đầu bài mới nhá, được chưa? Các bạn nghỉ giải lao 10 phút, xong chúng ta sẽ bắt đầu bài thứ hai. Vâng ạ.